Thầy Nhật Anh có giọng nói hùng hồn quá thầy, xuất sắc quá thầy ơi. Nhật Anh cảm ơn cô ạ. Hôm nay thầy Cường có trong này không ạ? Thầy Cường đâu ạ? Lâu rồi thầy Cường không vào. Không có. À không có. Vâng. Rồi hôm nay thầy Cường không ở đây. Tuyệt quá. Dạ, cảm ơn cô Lý ạ. Vâng. Nhật Anh xin kính chào quý thầy cô. Như thường lệ là sáng chủ nhật thì chúng ta có một cái buổi giao lưu với nhau. cũng 2 tuần rồi hả cô Lý? Đúng rồi, 2 tuần Dạ, rồi. Thầy Nhật hai Anh tuần. ơi, trước khi tiếp thu cho em hỏi một nghi vấn được không thầy? Dạ Tại được vì thưa thấy cô. hiện thực của thầy thích quá à, cho em hỏi một câu nghi vấn. Làm thế nào để có một cái giọng nói đầy hùng hồn và sinh lực giống như thầy ạ? Là do cái mic Dạ không, cái chất đó khỏe nó ở trong cái người của thầy, trong cái giọng thể hiện qua cái giọng rất là khỏe và rất là hùng hồn mà rất đặc biệt luôn thầy ạ. cô có biết cô có biết vì sao ông Lý bật mí cho không ạ? Dạ, xin Bởi được nghe vì ạ. thành Giang Lưu Nhật Anh sinh ra là để sẽ cống hiến cho VM, cho nên là những người nào mà sinh ra để cống hiến cho VM thì sẽ có giọng nói như thế. Cô ở cùng với Nhật Anh một thời gian cũng có giọng nói như thế Tuyệt vời, em cũng hy vọng được nhận được hiện thực từ Nhật Anh ạ. À. Dạ cảm ơn cô. Dạ cũng là do có lẽ là chắc là may mắn có từ trong cái tổng nghiệp của mình đó thưa cô, và cũng là do các thầy cô Nhật Anh cũng được học tập và được chỉ, được giúp đỡ từ những thầy cô của mình và ba mẹ của mình nữa, cho nên với lại do cái mic nữa thưa cô. Dạ không, em Do không nghĩ ra cái mic này, em thấy là cái giọng của thầy đó ạ. Cái giọng của thầy nó mạnh từ bên trong đó ạ. mic ấm áp trái tim quá, mới vừa buổi sáng. Như thế này chắc là không cần ăn sáng nha cô Lý. Thật đó thầy. Dạ cảm ơn cô nhiều lắm. Sáng chủ nhật thì chúng ta có thường có buổi giao lưu với nhau về những cái chuyên đề, những cái chủ đề của cái chương trình là thấu hiểu chính mình. Dạ, thấu hiểu chính mình thì nó bao gồm hơn 100 học phần lớn lớn nhỏ nhỏ đó, mình sẽ tập hợp lại. Thì trong một buổi sáng chủ nhật á, thì chúng ta sẽ giao lưu với nhau. Nó cũng không có gì mới hết, mà đó là những cái gì mà chúng ta đã từng trải qua trong cuộc sống, nhưng mà mình sẽ gọi tên và làm rõ nó. Thì Nhật Anh xin phép là cùng giao lưu với quý thầy cô trong buổi sáng ngày hôm nay. Nhật Anh rất cảm ơn quý thầy cô đã dành thời gian. Hôm nay là một ngày lễ nhưng mới buổi sáng vào Zoom thôi thì Nhật Anh đã thấy rất đông các thầy cô ở đây. Rất ấm áp ạ. Nhật Anh cảm ơn rất nhiều ạ. Nhật Anh share màn hình nha thầy Hoàng. Dạ, share màn hình thì có thể là sẽ không có ai share được ạ. Dạ. Cảm ơn thầy Hoàng. Hai tuần chúng ta gặp lại nhau. Nhật Anh nhớ là lần trước là chúng ta đã giao lưu với nhau về một cái nguyên lý chúng ta đang nói đến đó, đang nói đến là những cái nguyên lý trong cái việc là mình thấu hiểu chính mình hơn. Và nó cũng có những cái nguyên lý nó áp dụng được vào cuộc sống và trong đặc biệt là trong cái việc mà chia sẻ của chúng ta, cái khả năng mà chia sẻ. Thì hôm nay á, thưa quý thầy cô, là có một cái chủ đề rất đặc biệt. Chủ đề này nó mang tên là vòng tri thức, có nghĩa là mình sẽ nhận dạng lại, mình sẽ gọi tên lại, nhận dạng, làm rõ lại những cái gì mà chúng ta biết trong cuộc sống của mình, có nghĩa là những cái hiểu biết của mình á. Những cái hiểu biết của mình trong cuộc sống thì đôi khi là mình cũng không có nhìn lại, nên là tri thức thì bao la. Tri thức của con người là đến từ từ sách vở và từ từ thầy cô thì rất nhiều, nên là có khi có những cái chúng ta đã học rồi sau đó chúng ta quên đi và chúng ta trải nghiệm đó. Thì nhiệm vụ của mình là khi hiểu về cái nguyên lý vòng tri thức này đó, là chúng ta sẽ nhìn nhận lại những cái tầng hiểu biết của mình,
những cái hiểu biết trong đầu của mình á, như các thầy cô cứ hình dung giống như là mình đang đi vô một cái kho hàng á, trong trong đầu của chúng ta thì có một cái nơi nó gọi là tàng thức, hay là khoa học thì họ gọi là tiềm thức, thì nó sẽ chứa rất nhiều những thông tin và hiểu biết ở bên trong của nó lưu giữ vô mà. Thì bây giờ chúng ta học học tập thông qua đôi mắt của mình nè, thông qua lỗ tai, thông qua cái miệng, thông qua những gì mà chúng ta nghe thấy nói biết, thì nó sẽ lưu giữ vô trong đầu của mình. Nên theo khoa học thì mình nói là lưu giữ vào tâm trí của mình, thì tâm trí nó có một cái nơi để nó lưu giữ lại hết tất cả những cái gì mà chúng ta đã từng được nghe, được thấy, được nói, được biết, nó giữ lại. Thì nhiệm vụ của mình là cần phải làm rõ ra xem là những cái mà mình đã được học á, những cái mình thì biết á, như anh hay gọi là những cái hiểu biết của mình, thì nó có những cái tầng nào, nó có những cái hiểu biết nào, giống như là mình quản kho lại đó, thưa quý thầy cô, mình sắp xếp lại kho hàng của mình, sắp xếp lại hết tất cả những hiểu biết của chúng ta. Mục tiêu nó có được hai cái lợi ích rất lớn liên quan đến cái nguyên lý vòng tri thức này. Đây là một nguyên lý rất đặc biệt cho những ai là muốn thấu hiểu về mình hơn, và có một cái rất đặc biệt nữa, đó là làm cho cái khả năng nói chuyện á, khả năng chia sẻ riêng dành cho quý thầy cô và cho những người chia sẻ, thì họ trở nên đơn giản hơn, đơn giản và dễ hiểu hơn. Thì đó là cái lợi ích rất lớn của cái nguyên lý vòng tri thức này. Thì Nhật Anh xin kính mời quý thầy cô, chúng ta cùng giao lưu và làm rõ với nhau. Đó, chủ đề là mang tên là vòng tri thức. Thì Nhật Anh sẽ có vẽ ở đây. Tri thức của con người chúng ta đó. Tri thức của con người chúng ta, thì theo quý thầy cô là mình có những cái loại hiểu biết nào ạ? Theo cái cách nghĩ, theo nhận thức cá nhân của mình thôi, không có đúng sai ạ. Thì mình thường có những hiểu biết á, mình phân tầng nó ra như thế nào ạ? Quý thầy cô có thể là giúp đỡ Nhật Anh là mình ghi lên khung chat nè, hoặc là mình có thể mở mic để mình chia sẻ ạ. Tri thức của chúng ta nó sẽ gồm những cái tầng nào, những cái phần nào, có nghĩa là có những cái loại nào. Nhật Anh lấy một cái ví dụ đơn giản để quý thầy cô có thể là mình nắm hơn ở đây. Nó có những cái nó gọi là chúng ta biết á, là mình đang biết nó. Biết biết có nghĩa là mình biết là mình đang biết, mình ý thức được là mình đang biết một điều gì đó. Thì cái đó là một 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 cái nơi đó, thưa quý thầy cô, một cái nơi đó mình phân tầng ra. Dạ cô Lệ, cảm ơn cô Thanh Lệ. Cô Thanh Lệ là cô là Lệ Thanh đúng không cô, hay là cô tên Lệ ạ? Nhưng anh chỉ thấy cái màn hình có cái trái đất thôi, Nhật Anh chưa thấy rõ khuôn mặt của à. Dạ cảm ơn cô Thanh Lệ. Hả? Có những cái là mình biết là mình biết, có nghĩa là mình ý thức được là mình đang biết cái gì, hiểu biết của mình đó, những cái hiểu biết mình đã học vô, mình đã huân tập vô, mình giữ vô trong tâm trí của mình. Thì có những cái mình ý thức được là mình đang hiện hữu, mình đang biết điều đó đó. Dạ cảm ơn cô Thanh Lệ. Dạ có nghĩa là có những cái tri thức đó, hoặc là những cái hiểu biết thôi, hiểu biết đơn thuần như trong cuộc sống của mình, thì mình biết được, mình ý thức được là mình đang biết những điều đó. Ví dụ như là mình biết tập thể dục nè, mình biết hít thở nè. Có những cái nó rất rất là đơn thuần trong cuộc sống, nhưng mà khi ai đó hỏi đó, thì đôi khi chúng ta phải suy nghĩ lại xem là mình phải suy nghĩ, mình hệ thống lại, sau đó mình mới nói ra được. Thì cái đó cái nó gọi là biết biết, có nghĩa là cái tầng này, cái vòng hiểu tri thức này, thì mình biết những gì mình đang biết. Một con người nếu mình biết được những gì mình đang biết thì sẽ rất tự tin. Còn một con người mà tự tin nhiều hơn là bởi vì cái biết này nó mở rộng ra, cái vòng này nó mở rộng ra. Cái ví dụ của biết biết này rất nhiều. Có quý thầy cô nào có thể giúp Nhật Anh là mình chia sẻ một vài ví dụ ở đây không ạ?
mình biết là mình biết viết nè, mình biết là mình biết mở máy tính, mở camera, đó, mình biết nấu ăn, mình biết một cái môn nào đó, mình biết một cái năng lực nào đó. Hình như hôm nay sáng là không có khiêu vũ đúng không cô? Không đúng không quý thầy cô? Anh nhớ là thường anh có những buổi sáng là mình sẽ xong cái có một cái bài là sẽ khiêu vũ một số cái điệu bachata hay là rumba đó, thì nếu là ai quý thầy cô nào biết khiêu vũ thì nó mình đang biết là mình đang đang biết đó, thì nó rất đa dạng, hiểu biết con người chúng ta là rất đa dạng và rất nhiều, thì tập hợp lại của những cái gì mà chúng ta đang ý thức được là mình đang hiểu nó, mình đang biết nó, thì cái này nó gọi là cái vòng biết biết. Rồi, sau đó thì có một cái nơi nó rộng hơn, có một cái nơi nó rộng hơn như thế, nó gọi là những cái gì mình biết nhưng mình đã quên. Biết nhưng mà mình đã quên. Em biết mình luôn tự tin. Dạ. Cảm ơn cô Thanh Thủy. Vậy thì tốt quá, biết mình luôn tự tin là trạng thái tâm thái của mình lúc nào cũng tự tin hết. Ừ. Đấy, có những cái rộng hơn đó là mình biết nhưng mình đã quên đi, mình đã biết rất nhiều cái nhưng mà sau đó thì vì có khi nó nhiều quá hoặc là mình cũng không có đủ sự lưu tâm với nó nên mình quên đi, cái này có nhiều không à? À cô Diệu Hiền nói nè, em biết nói tiếng Pháp nhưng không dùng nên quên. Dạ nhiều lắm, nhiều lắm. Ừ. Những cái khả năng của mình đó, những cái năng lực, những cái hiểu biết trong cuộc sống của mình biết rồi nhưng mà mình quên đi. À, sáng tỉa của não bộ nè, cái gì không dùng đến thì nó sẽ để qua một bên, nó sẽ để qua và mình quên đi mất. Ừ, thông tin rác nhiều, hình như cái nguyên lý này lúc trước là có cô Hương chia sẻ rồi, có một lần nào đó nhờ anh có nghe cô Hương nói thoáng qua, nói qua. À, thì nhận anh sẽ chia sẻ là theo cái góc theo một cái góc độ này, biết như quên nó nhiều lắm, mình biết rồi mình quên nhiều lắm, mình biết nấu một món ăn nào đó nhưng qua thời gian không có nấu nữa mình quên mất. Rồi được, khi ở phổ thông á mình học rất nhiều môn, mình học toán nè, các thầy cô có còn nhớ tính tích phân không ạ? Tích phân nếu như ai có xài nhiều thì sẽ nhớ, dùng nhiều thì lúc đó nó thành cái vòng là biết biết, mình biết được là mình đang biết nó. Nhưng mà có một số người thì không có xài, thành ra là mình biết nhưng mình đã quên đi rất nhiều điều. Rồi rộng hơn nữa là có những cái vòng á, có những cái nơi á là mình biết là mình không biết nó. Mình biết là mình không biết nó luôn, có nghĩa là mình ý thức được là mình không có biết cái điều này, giống như là lái máy bay đi, mình ý thức được là mình không biết lái máy bay, mình ý thức được là mình giờ cũng chưa có biết lái lái một cái phương tiện nào đó, hoặc là mình sửa máy tính, hoặc là một cái chuyên môn khác mình không biết là mình làm đó, mình không biết được là, tức là mình ý thức được là mình không có khả năng làm đó, chưa có khả năng, chưa có thấu suốt nó, thì cái đó nó gọi là biết mà không biết đó. Có nghĩa là mình biết là mình không biết nó hả? Thì đó đó là một cái loại tri thức nó vô đầu của mình đó thưa quý thầy cô, nó nằm ở hết ở trong trong đầu của chúng ta, có những cái mình đã từng biết, mình biết rồi mình đang ý thức được, có những cái mình biết mình đã quên thì nó rộng hơn, nó nhiều hơn, có những cái là biết là mình không biết nó. Người nào mà biết là mình không biết nhiều điều thì lúc đó là sẽ lúc nào cũng học hỏi hết, bởi vì ý thức được là tri thức này bao la và có rất nhiều thứ mình không có biết, kể ra chắc cũng nhiều lắm đó. Có ai có thể nên chia sẻ thêm giúp Nhật Anh rồi ví dụ ở đây không, biết là mình không biết nó. Biết là không biết. Cô Thủy nói là em biết mình không thể là, chưa thể là vận động viên bơi lội. Đó, cũng là một loại mình ý thức được đó. À, biết mình không biết, biết mình không biết bơi.
biết mình không có nhưng mà có một cái loại hiểu biết nữa, nó đặc biệt nữa, nó nằm tuốt ngoài đây nè, cái vòng bự ngoài đây này nó bị dính đây rồi, nhưng không sao đâu, đó là không biết, không biết. Không biết này nó bị dính cái vòng này không biết, không biết có nghĩa là mình không biết được luôn, là mình không biết đó, có nghĩa là không thể hiểu nào hiểu được trong cuộc đời có những những cái điều nó xảy ra như vậy. Ví dụ như cô Thủy có tin là một người á, có những người là họ chỉ mới biết bơi thôi, họ chỉ mới có đứng nước được thôi, họ biết quạt tay thôi, thì họ đã bơi liền được 2 cây số không cô? Bơi luôn 2 cây số, 2.000 mét đó. Thì do là cách mình nhìn thôi, cái cách mà mình hệ quy chiếu của mình, tức là cái trong đầu của mình học bơi, tại vì trong đầu mình đó mình đang biết rất là nhiều điều để nó liên quan đến cái việc bơi lội, là có phải là mình phải học lâu không ạ? Phải học đứng nước nè, rồi sau đó phải quen với nước, sau đó là không có sợ nước nữa, xem nước như bạn. Rồi sau đó mới bắt đầu là học cách là quạt cái tay làm sao, đạp cái chân ếch làm sao, đạp cái chân sải như thế nào, sau đó quạt tay ra sao thì mới bơi được. Nếu mà học bài bản đó thì ít nhất cũng phải là 2 tuần. Nhanh, có những cái loại hiểu biết khác, một số người vận động viên á, một số người mà huấn luyện viên họ cho mình những cái biết biết khác, cho mình những cái loại hiểu biết khác thì mình sẽ rút ngắn con đường đó lại. Nhưng mà nếu mình chưa nghe nó thì mình sẽ không biết, không biết là có một cái loại tri thức đó, có một cái khả năng như vậy đó. Thì Nhật Anh có những anh em bạn bè họ đang chuẩn bị thi Ironman đó, Ironman sắp tới nè, ngày 8 tháng 5 họ thi. Hôm nay là ngày nhiêu ta, hôm nay là 1 tháng 5 đó, thì còn mấy ngày nữa thôi là họ thi. Thì có một cái trải nghiệm đó quý thầy cô, là họ đi ra đi đi tập trung á, tập trung với những người mà bơi vận động chuyên nghiệp, vận thi Ironman chuyên nghiệp, thì không có ai có thể hình dung ra là một nhóm con người này có thể làm được. Tại vì có những người á thì mới biết bơi thôi, nhưng mà nhảy xuống biển là bơi luôn được 2 cây số, nhảy xuống biển cứ đạp là bơi tới, bơi cứ mệt quá thì đứng yên lại thở nước, sau đó lại tiếp tục bơi tiếp, bơi tiếp. Nhưng mà họ làm được, họ ra hiện thực thật sự. Hôm nay thì các thầy cô và các anh em mà đang đi tập Ironman này, nên là không có tham gia trong trong Zoom này hả, nhưng mà có những cái loại hiểu biết nó giúp cho mình làm được như vậy đó thưa cô. Tại vì á, phá vỡ hết rào cản của nội tâm, đó là không có thấy mình làm được, không có thấy mình làm không được, thì chỉ cần á, là mình tác động vô niềm tin của con người, niềm tin của cái người đó, để họ không có tự giới hạn nhận thức của họ, sau đó đó chỉ cần có phương pháp phù hợp. Đạp đạp cho chuẩn, đạp cái chân cho chuẩn, sau đó xem nước á, không có sợ nước, không có học bơi nữa, tại vì bản chất của mình ngay từ nhỏ là mình đã bơi được, nên bây giờ mình chỉ khôi phục lại những gì mình có thôi, khôi phục lại khả năng bơi của mình chứ không phải là đi học bơi nữa. Như vậy thì có một cái loại hiểu biết đó, nó sẽ làm cho mình là thực hiện được cái mình muốn. Thì cái đó đó nó sẽ là một cái biết biết của một số người, nhưng nó có một số cái là không biết, không biết của một số người. Các thầy cô nắm được ý này không ạ? Có không biết, không biết này nó rộng lắm, có nghĩa là mình không biết được luôn là trong cuộc đời này á có những cái khả năng như vậy, nó nhiều lắm. Rồi đạp xe đạp nữa, đạp xe đạp của Ironman đó là phải cái xe đó đó, cái xe đó ít nhất cũng phải mấy chục triệu. Rồi nó bước lên, nó ngồi lên cái yên xe đó thì phải có cái cách, biết cái cách mà ngồi lên cái xe, cái chân của mình nó phải bám vô trong cái bàn đạp á, cái pedal xe, để từ đó nó dính vô thì đạp mới được. Đó, thì có một số người á, là đạp xe đạp thường nhưng mà leo lên xe đạp của Ironman để đi thi. Ironman là một cái cuộc thi. Có quý thầy cô nào biết về cuộc thi Ironman chưa? Nếu mà anh chưa chưa biết thì cái đó nó là không biết, không biết. Hoặc là nếu ai đã biết rồi nhưng mà quên đi rồi, lâu quá có nghe thoáng qua nhưng lâu quá mình không có nhớ về nó, hoặc là chưa có hiểu sâu hơn gì đó. Đó thì cái đó là biết quên hoặc là biết không biết. Có ai mà tường tận
ai mà nói đến Iron Man là họ rất hiểu, thì cái đó nó gọi là biết biết những cái họ đã ý thức. Dạ, đó là một cái cuộc thi phối hợp ba môn vận động là đạp nè, đạp xe đạp nè, bơi lội với lại chạy bộ. Thì Iron Man nó phân ra là nó có bán Iron Man với lại là Iron Man chọn luôn, đầy đủ luôn cái phiên bản của thế giới. Còn phiên bản của Việt Nam á, là mình sẽ đang chuẩn bị thi nè, là phối hợp ba cái môn này, chạy bộ, bơi lội với lại là đạp xe đạp. Bơi thì bơi liên tục là hai cây số bơi ngoài biển, bơi vừa xong á thì đi lên bờ á. À, có thể là sắp xếp các môn đó lại nha, nhưng mà Nhật Anh nói sơ qua về cái ý đó là mình sẽ làm cái gì trong trong cái cuộc thi này. Đó là chạy bộ thì chạy 21 cây, chạy luôn 21 cây số, sau đó bơi lội thì 2 cây, đạp xe thì 90 cây, liên tục phối hợp ba môn đó liên tục về tính đích trong một khoảng thời gian đó thì đạt được một cái chứng nhận á, đạt được một cái huy chương của một Ironman. Ironman đó là người sắt á. Đó, thì trên thế giới là họ tổ chức ra những cái cuộc thi như thế là đại diện cho một người có thể chất tốt, sức khỏe. Thì cái cuộc thi nó là như vậy đó. Nên là Việt Nam mình đang có nhiều người thi lắm. Trên thế giới thì tất cả mọi cái là gấp đôi lên. Bơi là 4 cây số, chạy bộ là 42 cây, còn đạp xe là 180 cây. Cái thông số chính xác thì nó có thể thay đổi, Nhật Anh chỉ nói là cái khoảng đó. Rồi, có hai cách thi, một là thi phối hợp, tức là ba người một đội, người này chạy xong người kia bơi xong người kia đạp xe đạp, miễn sao là một đội đó về đích là được. Đó là một cách. Còn cách thứ hai nữa là một người làm luôn ba môn. À, một người làm luôn ba môn, nó nhảy xuống đạp đạp đầu tiên á, là chạy bộ trước, chạy bộ sau đó bắt đầu nhảy xuống bơi, bơi xong mới lên á, là đạp xe liên tục như vậy trong một khoảng thời gian thì đạt được một cái chứng chỉ, đạt được một cái huy chương gọi là Ironman, để Nhật Anh đánh cái tên lên. Đó, Ironman. Đó, đây cái tên này. Đó thì cái cuộc thi đó đó. À, sau này nếu như có điều kiện là chúng ta xem là tham khảo tham gia cuộc thi này. Nó trợ được rất lớn cho sức khỏe của mình về cái khía cạnh về vận động. Muốn làm được như vậy thì mình phải có nền tảng về khí tốt, nền tảng về cơ và nền tảng dinh dưỡng tốt. Thì ai muốn khỏe thì Ironman á, đạt được á, người khỏe chưa chắc là đạt được Ironman, nhưng mà người đạt được Ironman thì tăng khả năng khỏe. Tại vì Ironman là một cái đích đến xa, cái người nào mà thực hiện được, các thầy cô nghe tới là chạy bộ là chạy 21 cây số, sau đó bơi là bơi 2 cây, rồi đạp xe là đạp 90 cây, đạp liên tục. Thì quý thầy cô thấy là một người có sức khỏe khủng luôn mà, một người có sức khỏe tốt làm được như vậy đó. Thì những cái đó đó là những cái có thể là mình không biết, hoặc là mình đã biết, mình biết là mình không biết nó nhiều, hoặc là mình biết rồi mình quên mất này, hay hoặc là mình biết rất rõ về nó đó. Thì có một cái loại như thế Ironman, thì có những người đó, cô Thủy là họ bơi á, họ mới biết bơi thôi. Mấy anh em của Nhật Anh đặc biệt lắm, họ không có rào cản trong nội tâm, nên là biết bơi là nhảy xuống là bơi, chứ không có sợ xem nước như bạn. Xem nước như bạn, lấy lại năng lực bơi của mình ngay từ nhỏ, như vừa trong thai nhi là mình đã bơi rồi. Sau đó bước ra ngoài cuộc sống thì vì giới hạn nhận thức của mình nên mình không có bơi được đó. Thì họ tháo hết tất cả những rào cản nội tâm xuống, sau đó nền tảng về khí tốt, họ tập khí rất tốt, bơm khí xuống dưới khí hải. Khí hải là một cái biển khí, giữ khí trong người của mình đó, giữ khí ở dưới đó. À, nó làm cho những cái gân cốt của mình thay đổi hết, tập được gân cốt thì sức khỏe tăng lên đáng kể, và không có rào cản gì hết thì nhảy xuống bơi, sau đó xỏ đôi giày vô chạy bộ là được 21 cây đó. Thì có một cái loại hiểu biết như vậy, có một cái hệ quy chiếu giúp cho chúng ta hiểu thêm về nó đó. Thì cái đó đó nó gọi là một cái vòng, nó tùy thuộc thôi, tùy thuộc cho mình là biết biết hay là biết quên hay là biết không biết. Nhưng anh vẽ lại cái hình này, nay vẽ nó bị dính này, nhưng anh vẽ lại cái hình này nha. Này, những cái mình biết là mình biết nè, có những cái mình biết mà mình quên nè, có những cái mình biết là mình không biết nó, và có những cái là không biết luôn.
không biết sao trong cuộc đời này có cái đó nữa. Thì cái đó là một loại hiểu biết, là bốn cái này là bốn cái tầng tri thức của con người mình, bốn cái vòng tri thức. Tất cả những cái hiểu biết của chúng ta nó vô đầu của mình thì nó cũng chỉ nằm một trong bốn cái nơi này. Có những cái mình biết tường tận rất rõ, ý thức được, có những cái biết chưa rõ thì nó là biết nhưng mà giả hiểu biết, tức là biết rồi sau đó mình nó rộng quá nên là mình quên đi. Rồi có những cái là mình biết là mình không biết đó. Rồi cuối cùng có những cái là mình không biết luôn. Thì một con người, đây là mình, một con người có bốn cái tầng này, bốn cái hiểu biết này. Vậy thì một người khác thì sao ạ? Lấy một ví dụ là một người khác đi. Một người khác. Có phải là họ cũng có những cái họ biết là họ biết không? Rồi, họ cũng có những cái họ biết, sau đó họ quên đi mất. Có những cái họ biết là họ không biết. Cũng có những cái họ không biết là họ không biết luôn. Có phải không ạ? Có phải là có những cái ở đây là mình là ở đây, còn người ta là ở đây. Vậy thì ai cũng như nhau hết, ai cũng có bốn cái dòng này hết, ai cũng có bốn cái nơi này. Hiểu biết của con người nó lưu giữ trong tâm trí của mình thì nó chỉ nằm lại trong bốn nơi này thôi. Ý thức được hoặc là nó rộng quá mình quên đi, có những cái mình ý thức được là mình chưa có biết nó sâu sắc. Rồi cuối cùng là không thể nào biết được, là có những cái cách trong cuộc sống mà nó rộng quá mình không thể nào ý thức được luôn, không biết được là nó tồn tại cho đến khi mình nghe một ai đó nói. Ừ. Vậy thì mình ở đây mình có bốn cái vòng tri thức này, người khác cũng có bốn cái vòng này. Một cái lợi ích rất lớn của một nguyên lý, của nguyên lý này là nguyên lý vòng tri thức. Nếu mình nắm được nguyên lý này á thì mình sẽ thấy một điều, đó là ai mà bị tự ti á, cái nội tâm bị tự ti bởi vì so sánh tri thức với nhau, cảm thấy là người có một người nào đó họ hiểu biết nhiều hơn mình. Đa phần là mình tự ti là vì nhiều cái, nhưng mà một trong những cái tự ti rất lớn đó là cảm thấy thiếu hiểu biết, cảm thấy là người ta mình thua kém hiểu biết hơn người khác. Thì nếu như ai có cái trạng thái, có cái tâm thái đó thì cái vòng tri thức này sẽ giúp cho họ tháo cái tâm thái đó xuống, buông được. Tại vì ai cũng như ai hết, mình cũng có cái biết mình biết, người khác cũng có những cái họ biết là họ biết, mình có những cái mình biết mình quên, người ta cũng có như vậy thôi. Mình có những cái là mình không biết nó, và người khác cũng có những cái họ không biết. Rồi cuối cùng cái vòng lớn ở ngoài không biết này thì ai cũng như nhau hết, ai cũng có những cái là không thể nào hiểu được trong cuộc sống là có nó. Vậy thì đâu có ai hơn ai, cũng đâu có ai thua ai. Thì nó sẽ giúp cho một con người nếu như mang theo tâm thái tự ti hoặc là tự cao, có nghĩa là so sánh hiểu biết với nhau thì 100% là so sánh, đã so sánh đó, hiểu biết thì một á, là tự ti, hai là tự cao, ba là không có cảm giác gì hết, ai cũng như ai hết. Nhưng mà thường thì mình sẽ bị dính vô hai cái phân cực đó, cực âm với cực dương. Vậy thì ai mà tự ti hoặc tự cao thì nếu nghe hiểu về cái nguyên lý vòng tri thức này thì thấy ai cũng như ai hết, không ai hơn ai, cũng không có ai thua ai gì hết, tại vì đâu có so sánh được. Hiểu biết của con người á, nó mặc dù nó khác nhau, có thể nó rộng hơn nhau, nhưng mà nói chung lại, chung quy lại thì nó cũng nằm ở bốn tầng này thôi. Nên là không ai hơn ai hết trong cuộc sống này, cũng không ai thua gì ai hết. Mình cũng không so sánh luôn, tại vì so sánh không có được. Hiểu biết con người không có so sánh được. Nhưng mà mình thường mình lầm á, khi mình so sánh về thành tựu nè, so sánh về một cái vật chất nào đó, hoặc là so sánh về một cái gì đó, thì mình sẽ tự ti lắm, hoặc là tự cao. Nếu hơn người thì mình tự cao, còn nếu thua không có bằng thì mình tự ti. Mình biết là cũng không nên so sánh, nhưng mà đâu đó trong cuộc sống, trong một giây phút nào đó nó khởi lên trong nội tâm của mình thì mình làm cho mình chạnh lòng, hoặc là mình thấy mình mạnh mẽ hơn. À, thì nếu mà hiểu được nguyên lý này thì chúng ta sẽ không có ai hơn ai trong cuộc sống này hết, tại vì ai cũng có bốn phòng tri thức này, là mình, còn ở ngoài kia là người ta, là nhìn chữ mình vô mình, cái này là người,
Thì ứng dụng đầu tiên của vòng tròn tri thức này đó là giúp cho tâm thái chúng ta quân bình lại. Tâm thái mình sẽ quân bình là gì, không ai hơn ai, cũng không ai thua ai hết, ai cũng có bốn cái nơi này hết. Đó là cái ứng dụng đầu tiên. Bên đây được không ạ? Ứng dụng đầu tiên ai cũng như ai. Cái ứng dụng thứ hai á, nếu mà ai quý thầy cô nào mà còn có nghi vấn hoặc là chưa rõ thì mình xin mời chia sẻ, Nhật Anh sẽ cùng làm rõ ạ. Đó là cái đầu tiên. Rồi, cái ứng dụng thứ hai là hiểu biết của mình thì giờ chỉ nằm ở bốn cái nơi này thôi. Vậy thì khi giao tiếp với người khác thì theo quý thầy cô suy nghĩ là mình sẽ dùng được cái tầng nào để mình nói với người khác hả? Mình lấy cái mình biết mình nói ra, hay là lấy những cái mình biết rồi mình quên rồi mình nói, hay là lấy cái một cái mình biết là mình không biết đó để mình nói, hay là lấy cái không biết để nói? Lấy tầng 1 à, có người nói là lấy tầng 1. Thì chắc chắn là hiểu biết của mình nằm trong đầu mình này. Như bây giờ mình làm sao để mình tương tác ra, mình giao tiếp ra, mình có lấy cái mình biết mình quên mình nói được không ta? Lấy cái mình biết mà mình quên thì mình bắt đầu nó cũng mơ hồ lắm. Lấy cái mà mình biết là không biết thì đâu có nói được, tại vì mình không biết nó sao mình nói. Vậy thì thường là chúng ta sẽ lấy cái biết của mình chỉ có thể lấy cái biết của mình nói ra thôi, chứ mình đâu có thể lấy được ba cái vọng ở trên được, không có lấy cái phần không biết mà nói, tại vì không biết là nó nhiều quá, đâu có thể nào mà lấy ví dụ được, không có thể là bắt đầu một câu chuyện từ cái không biết, nên là chỉ có thể là lấy từ cái biết của mình nói ra. Mà lấy cái biết của mình nói ra thì nếu lấy cái này mà nói ra mà trúng vô á, vậy tóm lại là chỉ có thể lấy đúng cái biết biết của mình nói thôi. Mà lấy cái biết này nói ra thì nó sẽ có bốn khả năng xảy ra. Một là nó chạm trúng cái mà họ biết. Các thầy cô thấy cái này nhiều không? Mình lấy cái biết của mình nói ra nhưng mà trúng cái người ta biết rồi, thì lúc đó người ta sẽ chán. Lấy cái biết của mình nói trúng ngay cái biết của họ thì họ chán. Lấy cái biết của mình đó nói ra đó mà nó trúng ngay cái mà người ta quên đó thì người ta mơ hồ, người ta không có hiểu. Đúng rồi, trùng hiểu biết nè. Trùng hiểu biết thì mình nói hoài nó hoài luôn, trùng những cái người ta đã biết rồi hết thì người ta sẽ chán. Mà trúng cái mà họ biết là họ quên rồi đó, họ quên rồi, họ nói trúng cái đó thì cũng mơ hồ. Rồi, lấy cái biết của mình mà lại nói trúng cái, trúng ngay cái tầng số 3 này, đó là nói trúng cái họ không biết thì họ cũng mơ hồ luôn. Rồi cuối cùng nói một cái nữa trúng ngay cái mà họ không biết thì họ đơ luôn. Nói ra mình lấy cái biết của mình nói ra, nói trúng cái mà họ biết rồi thì họ chán nè, nói trúng cái mà người ta quên thì họ mơ hồ, họ không có hiểu lắm, họ cũng hiểu nhưng mà hiệu quả không cao lắm. Mà nói trúng cái mà họ không biết, họ biết là họ không biết đó, mà mình lại nói trúng ngay cái đó thì người ta không hiểu, người ta quên đi, người ta bị mơ hồ đi. Mà còn dữ nữa là nói trúng nghe cái mà không ai biết gì luôn. Ở đây quý thầy cô mà ai có từng được nghe một cái loại hiểu biết người ta nói xong mình cũng không hiểu gì luôn không? Người ta nói tới là mình đơ luôn, không hiểu gì luôn. Đặc biệt là nói tới những cái gì chuyên môn mà sâu xa lắm. Mà một người nào đó nên nói cho mình nghe là máy bay á, hay là cái kết cấu của nó tạo từ cái là cái tần số của những cái cánh quạt nó quay kiểu làm sao, tại sao nó quay theo chiều đó, nó quay bao nhiêu vòng đó, nó làm tác dụng gì, thì sau đó diễn giải giải thích ra thì cuối cùng mình cũng không hiểu được, là tại vì chúng ngay cái tầng không biết của mình thôi, nhưng mà họ là cái đó là cái biết của họ đó. Thì vậy thì lấy mình chỉ có thể lấy cái biết của mình ra nói, mà bây giờ lấy cái biết của mình ra nói thì nó lại va chạm xung khắc với một trong bốn cái dòng này. Chúng cái họ họ biết rồi thì họ chán nè, trùng hiểu biết. Chúng cái họ biết họ quên thì họ mơ hồ. Chúng cái biết là không biết thì cũng mơ hồ nhiều hơn nữa.
còn trúng cái là không biết không biết thì thua, lúc đó nói xong không ai hiểu. Nên là có khi đó là mình sẽ ngán ngán nói chuyện với một số người mà hiểu biết quá nhiều, tại vì khi đó nó là nói xong ra cũng không 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 có hiểu được mấy. Đa phần là mình sẽ cảm giác như vậy. Nhưng mà tuy nhiên có những chuyên gia họ rất giỏi, có những cái mà họ nói ra họ hiểu với rất sâu sắc, nhưng họ nói tới đâu thì mình hiểu tới đó, là bởi vì á họ đi khác cái này, họ đi khác cái công thức này. Thường là mình chỉ lấy được cái biết của mình nói ra, mà nói ra thì nó trúng bốn cái vòng này, nên là không có đường nào hết. Nói trúng số 1 cũng không được, trúng số 2 thì họ quên đi, trúng số 3 thì họ họ bị mơ hồ, trúng số 4 thì đơ luôn. Vậy thì bây giờ làm sao, trong khi mình chỉ có thể lấy cái biết mình nói thôi, mình đâu có lấy được cái những cái khác. Giờ làm sao đây, mở miệng ra giao tiếp, cứ mở miệng ra nói là chúng ngay lấy cái biết của mình ra rồi, mở miệng ra để nó xuất ra thì đã trúng một trong bốn cái nơi này, thì nơi nào cũng không có hiệu quả hết. Vậy thì bây giờ mình làm sao bây giờ? Quý thầy cô có suy nghĩ gì ở đây không ạ? Bây giờ mình làm sao bây giờ? Lắng nghe hả? Lắng nghe để làm gì cô? Để chi cô? Nguyên lý này nó đặc biệt lắm. Có một số thầy cô đã từng biết qua nó rồi. Biết qua nó rồi thì thấy nó đơn giản. Đó là lấy hiểu biết, mình lấy cái biết của người ta ra nói. Có một cái câu như thế này. Đó là nếu mình lấy cái biết của mình nói cho người nghe thì họ sẽ không có hiểu, mà là lấy cái biết của họ nói cho họ biết thì họ sẽ hiểu. Lấy cái biết của mình nói cho người khác nghe thì người ta sẽ không có hiểu, lấy cái biết của họ đó nói cho họ biết thì họ sẽ hiểu, tăng khả năng hiểu lên. Cảm ơn quý thầy cô này chia sẻ trên khung chat. Lấy cái biết của mình nói ra thì người ta sẽ va chạm trúng bốn cái vòng hiểu biết của họ thì hiệu quả nó không cao. Vậy thì có một cái câu, có một cái người đó, một người sư đó, người đó chia sẻ đó là ở trong trong chùa đó thì đọc rất là nhiều kinh sách, đọc rất là nhiều kinh sách, thì cái hiểu biết này, cái tầng hiểu biết của mình rộng lắm, rộng biết rất nhiều cái lắm. Nên là cái người sư đó mới chia sẻ đó là nếu như mà lấy cái biết của mình đó, lấy cái biết này của mình ra nói đó, thì con người mà người ta đến chùa, người ta đến đến xin nói chuyện nên giao lưu thì nhiều lắm, tầng lớp của con người cũng rất nhiều và cái hiểu biết của con người cũng khác nhau, nên là nếu mà mình lấy cái biết của mình ra nói thì sẽ va chạm trúng bốn cái vòng này nên không có hiệu quả. Thì người sư đó mới nói là có một cái cách khác, đó là lấy cái biết của họ ra nói thì họ sẽ hiểu. Lấy cái biết của họ ra nói thì họ sẽ hiểu, có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình sẽ khởi đầu từ cái biết của họ để xem là cái cách hiểu biết của con người thì đang ở đâu, thì mình sẽ lấy đúng từ cái nơi đó mình xuất phát, mình kéo ra, mình đi ra thì người ta sẽ tăng khả năng hiểu lên, cách nói chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn và con người sẽ dễ hiểu hơn. Lấy cái biết của họ ra nói thì họ sẽ hiểu, có nghĩa là bám vô đây, bắt đầu từ cái biết này lấy ra nói. Cái đây là cái biết của người nè, đầu tiên khởi đầu từ cái biết của người nói ra thì nó sẽ đầu tiên nếu có thể thì nó trúng ngay những cái là từ cái của họ biết, mình kéo dần ra cái mà họ quên, sau đó bắt đầu quay cho ngược lại cái họ biết, tức là mình nói xong thì họ họ nhớ lại những gì mà họ quên đi, thì họ đã mở rộng cái vòng hiểu biết ra, mở rộng cái biết của họ ra, họ nhớ lại rồi, sau đó lại tiếp tục đi tiếp, đó là mở ra tiếp trúng ngay cái vòng họ không biết không biết, họ biết là họ không biết, rồi lại tiếp tục quay trở ngược lại, có nghĩa là cái dòng xoáy này nó liên tục. Đầu tiên là lấy cái họ biết nè, sau đó chia sẻ ra thì nó sẽ bắt đầu là nếu mình biết được cái gì họ đang biết thì mình sẽ cho thêm vô, mình sẽ nên xin phép là mình ngửi thêm vô những hiểu biết của họ, thì cái biết của họ sẽ mở rộng ra, nó trúng ngay cái họ quên
thì khi họ nhớ lại đó là cái vòng hiểu biết của họ mở rộng, sau đó mình lại tiếp tục như vậy, mình cứ nói ra thì nó sẽ liên tục nó mở lên tới cái vòng họ họ biết là họ không biết, mà khi mà họ ý thức được, họ hiểu được thì nó trở thành cái biết của họ, cái biết của họ mở rộng ra thì họ sẽ hiểu nhiều hơn. Rồi lại tiếp tục nói tiếp, nói ra chúng cái họ không biết không biết thì hiểu biết của họ lại mở rộng thêm, nhưng nó sẽ không có mâu thuẫn là tại vì mình đi từ cái biết của họ nên họ sẽ hiểu. Giống như ví dụ á, là Nhật Anh lúc nãy Nhật Anh nói tính Iron Man, thì có một số thầy cô, có một số anh chị thầy cô á, là cái chữ Iron Man là nó là một cái mà quý thầy cô đã biết, hoặc là nó có là một số cái mà đã quên đi, hoặc là có những cái đó là mình đã nghe qua chữ đó nhưng mình không biết gì về nó, hoặc là cái thầy cô có một số thầy cô cũng không biết nó luôn, có nghĩa là không biết là có cái môn đó luôn. Vậy thì Nhật Anh khởi đầu, Nhật Anh nếu Nhật Anh lấy cái biết của Nhật Anh ra nói hết thì lúc nãy Nhật Anh thử đó, Nhật Anh lấy cái biết của mình ra nói nè, nó nói Iron Man rồi nói đạp xe chạy gì đó, thì tại vì quý thầy cô chưa có biết nó mà, nhưng mà Nhật Anh lại lấy cái biết của mình ra nói thì có phải là nó chạm trúng ngay cái vòng không biết không ạ? Chạm trúng thì có một số thầy cô là không hiểu Nhật Anh đang nói gì, còn trúng ngay cái chỗ mà một số thầy cô đã biết rồi thì nghe hoài, nghe lúc đầu thì có thể là tôn trọng nên là không có chán thôi, nhưng mà nếu Nhật Anh cứ nói hoài như vậy thì sẽ chán, trúng ngay cái biết rồi là chán. Rồi trúng ngay cái mà quý thầy cô là mình không biết nó mà Nhật Anh lại nói thì cuối cùng là quý thầy cô sẽ từ từ bị mơ hồ đi. Mới nghe là tưởng liên tưởng tới một bộ phim Iron Man. Dạ đúng rồi đó. Đó thì lấy từ cái biết của họ ra nói là tốt nhất, nên là sau đó Nhật Anh mới vậy thì Nhật Anh mới hỏi lại, Nhật Anh có một câu hỏi hỏi ra là quý thầy cô có từng biết về Iron Man chưa ạ? Hỏi ra thì á, có một số thầy cô sẽ chia sẻ lên là cái này tôi biết rồi nè, có một số người thì nói là chưa nghe, có một số người thì nói là đã từng nghe qua ở đâu đó nhưng mà chưa rõ gì đó. Vậy thì Nhật Anh đã bắt đầu từ cái biết của quý thầy cô đó, bắt đầu từ đó mà nói ra thì nó sẽ làm cho mình đó là mục tiêu là giao tiếp của mình nói ra thì cái thông điệp cái biết của mình đó, nó sẽ chuyển sang cho họ được và họ sẽ mở rộng được cái biết của họ. Thì bây giờ sau khi nghe Nhật Anh nói xong, quý thầy cô đã biết hơn về Iron Man chưa à? Biết hơn so với lại lúc mình chưa giao lưu. Đó là bây giờ mình ý thức được á, mình biết được á, là bây giờ nó là ba môn đó, đạp xe, chạy bộ với bơi lội. Có thể là nhắc lại thì sẽ nhớ, nó nằm ngay cái vòng biết mình quên, đã nghe qua nhưng mình quên rồi. Thì Nhật Anh nhắc lại, đó là chạy bộ á thì chạy 21 cây số, 21,6 cây. Bơi lội á thì bơi 2 cây. Đạp xe đạp 90 cây. Thì lúc này đây, đây là cái lúc mà quý thầy cô là cái đã biết nhưng quên nè, thì nhớ lại thì mở rộng ra hiểu biết ra, cứ nhắc đi nhắc lại hoài là cái hiểu biết này rộng ra. Thì sau cuộc nói chuyện này ai đó nói tính Iron Man thì quý thầy cô sẽ biết hơn về nó, mình mở rộng được cái vòng hiểu biết của mình ra, mở rộng được cái mà mình biết biết ra. Vậy thì Nhật Anh đã đi theo công thức này đó, lấy từ cái biết của người ra nói nè, thì nó sẽ mở ra, nó sẽ kéo ra một trong bốn cái dòng này, bắt nguồn từ cái biết của họ nói ra thì sẽ kéo ra những cái họ đã từng quên, mình nói lại thì họ sẽ nhớ, thì cái vòng này nó nở ra, cái vòng tròn nhỏ ở trong nè, cái vòng tròn nhỏ ở trong này nó lớn hơn ra, nó mở rộng ra. Rồi sau đó Nhật Anh nói tiếp thì trúng ngay cái mà quý thầy cô chưa biết về nó nữa thì nó mở rộng thêm nữa, sau đó nói trúng cái mà càng rộng nữa đó. Rồi Nhật Anh chưa nói tới một số cái thuật ngữ trong đó đó, có một số cái thuật ngữ nó gọi là chạy chạy bộ, chạy hít với lại tập brick. Nếu như nghe từ đầu Nhật Anh nói thẳng luôn là đây đó, cái đó là cái biết của Nhật Anh nói ra luôn, thì nó có phải là nó chạm trúng ngay cái không biết không à? Một số thầy cô đã biết qua thì không nói làm gì, nhưng mà nếu như ai mà đã từng, đa phần đó là nếu không trong cái ngành này thì sẽ không có hiểu nó. Chạy hít là chạy làm sao, tập brick là tập làm sao. Chạy hít nó là chạy, hít là nhiệt độ á, là chạy chuyên nén lại chạy buổi trưa để quen với cái thời gian chạy ngoài thực tế. Khi chạy bộ á, là mình sẽ chạy lúc khoảng buổi trưa, bơi xong rồi đi ra chạy, chạy xong mới leo lên xe đạp đạp tiếp. Thì đó là một cái thuật ngữ trong ngành đó, cái đó là thuộc cái tầng không biết. Thì nếu Nhật Anh lấy từ cái biết Nhật Anh ra nói thì sẽ không có hiểu.
Nhưng mà Nhật Anh đã đi từ cái bí quyết thầy cô ra là Iron Man đầu tiên, đó là khởi tạo từ nó 3 môn, mỗi môn chạy cụ thể là như thế nào đó, sau đó đăng ký thi ra sao, rồi thi ở đâu, trên thế giới thì thi ở đâu đó, củng cố các thông tin đó thì quý thầy cô sẽ mở rộng ra cái bí của mình. Thì nó mở tới một lúc nó mở trúng ngay cái vòng không biết không biết, thì quý thầy cô cái tri thức này của mình nó sẽ mở rộng ra liên quan đến đúng Iron Man thôi. Vậy thì có phải là sau khi nói chuyện xong thì một phần nào đó là thông tin về cái cuộc thi Iron Man nó rõ hơn không ạ? À? Nó rõ hơn trong trong tâm trí của mình. Vậy thì mình đã đạt được cái mục đích của mình khi mình nói chuyện rồi. Mình nói chuyện là để người ta nắm được cái truyền đạt được cái thông điệp này. Truyền đạt được cái thông điệp mình muốn gửi tới. Có những cái mình biết nhiều lắm nhưng mình khi nói ra nó không được. Nói ra là người ta không hiểu. Thì đặc biệt là như vậy, thì vậy thì mình sẽ không lấy cái biết của mình ra nói nữa, lấy cái biết của mình nói thì người ta sẽ không có hiểu, lấy cái biết của họ ra chia sẻ khởi đầu ra, lấy cái biết của họ nói cho họ biết thì họ sẽ hiểu. Thì cái nguyên lý này nó gọi là vòng tri thức đó. Ai là người chia sẻ, người đào tạo nè, nhà đào tạo hoặc là nhà tư vấn, một người chia sẻ, một thầy cô, nếu như nắm được cái nguyên lý này thì mình sẽ khởi đầu từ cái hiểu biết của học sinh, của người nghe ra. Thì cái việc truyền đạt thông điệp, truyền đạt thông tin nó sẽ trở nên đó là nó hiệu quả hơn. Hiệu quả hơn rất nhiều. Tại vì mình không biết được học sinh đang biết cái gì. Mà nếu mình lấy đúng ngay cái bài đó mình nói thì nói trúng ngay cái nó đã biết thì nó chán. Nói trúng ngay cái nó quên rồi thì nó mơ hồ. Trúng ngay cái học sinh biết là không biết thì nó quên luôn. Nó đơ luôn. Rồi trúng ngay cái không biết nữa. Thì các em có khi là cũng không có hiểu được. Vậy chẳng qua là do cái lúc mình nói á, mình đi từ cái biết của học sinh ra nói. Nếu mình chia mình dạy về môn sinh học, có một số em á, là đã rất hiểu về cơ thể con người, một số em chưa có hiểu. Nhưng nếu mình nói thẳng vô luôn là mao mạch nè, có những cái thuật ngữ trong ngành đó nếu như chưa học thì đâu có biết mao mạch rồi động mạch ra sao. Đó. Thì đối với các em mình nói đi từ cái biết của mấy em là vậy, thì các em đã biết gì về cơ thể con người thì một số em sẽ chia sẻ ra, thì mình sẽ lấy đúng ngay những hiểu biết đó mình nói lên, kéo ra những cái tầng hiểu biết cao hơn. Thì khi á mà các em mà hiểu được là chính thức lúc đó cái vòng hiểu biết, cái vòng biết biết ở trong khủng này nè, vòng ý thức được á, nó mở rộng ra thì lúc đó mấy em sẽ hiểu bài. Còn người nghe thì người nghe sẽ thấu hiểu hơn những gì mình nói. Đó là cái ý nghĩa của cái nguyên lý này, vòng tri thức. Nên là trọng điểm lấy cái biết của mình nói thì người ta sẽ không có hiểu, lấy cái biết của mình ra nói cho người ta nghe thì người ta sẽ không có hiểu, lấy cái biết của họ nói cho họ biết thì họ sẽ hiểu, họ sẽ hiểu nhiều hơn. Vậy thì làm sao để nói người ta lấy nói được cái biết của họ? À, có khi hỏi vài câu thôi là con người không muốn trả lời luôn. Nên là không lấy được hiểu biết của con người, mình không có mượn sức được, mình không có biết được họ đang biết cái gì, nên là không thể nào lấy từ cái biết của họ ra nói. Nên là Nhật Anh rất cảm ơn quý thầy cô. Quý thầy cô đã tương tác với Nhật Anh. Đó là cái thầy cô cho Nhật Anh một cơ hội để Nhật Anh biết được. À, Nhật Anh xin phép là mượn được cái hiểu biết của quý thầy cô. Tại vì khi hỏi ra thì quý thầy cô trả lời ở trên khung chat nè, hoặc là mở mic lên chia sẻ, thì Nhật Anh rất cảm ơn. Bởi vì quý thầy cô đã cho Nhật Anh một cái cơ hội để hiểu hơn và lấy từ cái biết của quý thầy cô ra chia sẻ. Thì lúc đó cái việc mà tương tác của mình nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Vậy thì mấu chốt nằm ở chỗ á, biết được cái nguyên lý là như vậy. Nhưng bây giờ làm sao đây? Làm sao để người ta nói được cái biết của họ? À, làm sao để nói được cái biết của họ? Hỏi. À, hay quá. Hỏi, đúng rồi. Phải hỏi thôi. Không hỏi sao biết được. Hoặc là mình đoán. Có một số lúc không có hỏi được thì phải đoán. Nhưng mà đoán cũng không biết đâu. Đoán thì mình chỉ có đi từ cái giả định của mình thôi, là đi từ cái tầng hiểu biết phổ thông nhất mà từ đó đi ra. Còn không thôi thì phải hỏi. Nhưng mà nếu Nhật Anh hỏi như vậy
thì là liệu quý thầy cô có cho phép Nhật Anh hiểu không, có cho phép Nhật Anh biết được về cái viết của quý thầy cô không? Đó là nếu Nhật Anh hỏi là hai đàn men là cái gì, có biết không, không biết không, nói nghe cái coi, thì vô lễ, thất lễ, hỏi mà không có cái sự cầu thị ở trong đó thì sẽ không bao giờ nhận được cái trả lời của người khác hết. Người ta có biết, người ta cũng không trả lời. Quý thầy cô có cảm nhận là nếu Nhật Anh hỏi câu đó cô Nhất nói là không biết hết. Thường thì trong cuộc sống có khi là mình nghe một vài câu hỏi như vậy, mình biết mình cũng không muốn trả lời, không quý thầy cô, mình có biết cũng không muốn trả lời, tại vì cách hỏi đó làm cho mình đó, mình không thấy được là người đó thật sự muốn hỏi là để làm gì, hỏi là để cầu thị để hiểu hay là hỏi là để thách đố. Hỏi thách đố thì không không muốn trả lời, nên là nếu như vậy anh hỏi theo cách đó thì mãi mãi không thể nào mà quý thầy cô cho phép Nhật Anh hiểu về cái biết của quý thầy cô được hết. Cho nên là khi hỏi đó thì Nhật Anh được được cái vị sư đó dạy chia sẻ đó là hỏi với cái tâm thái là cầu thị với lại khiêm tốn. Tại vì hỏi thấy ghét quá nên đâu ai trả lời được. Hỏi hỏi không có tâm thái cầu thị với khiêm tốn, thì nếu như mình đọc hiểu được là người đó hỏi để thách đố hay là hỏi vì mục đích gì đó, không trả lời, có biết cũng không trả lời, thì dẫn đến là không lấy được cái biết của con người, không mượn được cái biết biết của họ ra nói thì không thể nào giao tiếp được, không thể nào nói có hiệu quả được. Nói cho đã xong cuối cùng hỏi cái gì đó mình trả lời đại cái gì đó, sau đó cuối cùng là cuộc giao tiếp đó không đi đến đâu hết. Chẳng qua là tại vì khi hỏi á, mất đi cái tâm thái cầu thị với khiêm tốn thì sẽ không có đạt được, không có mượn được hiểu biết của con người để lấy cái biết của họ nói cho họ biết thì họ mới hiểu, mà bây giờ không lấy được cái biết của họ, không mượn được hiểu biết của họ thì đâu có nói được. Vậy thì trọng điểm của cái nguyên lý này nó mang tên là vòng tri thức, bốn cái vòng tri thức này, lấy cái biết của mình ra nói cho người ta nghe thì người ta sẽ không có hiểu, lấy cái biết của họ nói cho họ nghe thì họ sẽ hiểu, mà muốn lấy được cái biết của họ thì chỉ có cách là hỏi thôi, hỏi với tâm thái cầu thị với khiêm tốn thật sự là mình cần giúp đỡ. Tại vì nếu như người nghe không cho mình cơ hội được hiểu á, là mãi mãi mình không có hiểu được, mãi mãi mình không có lấy từ cái biết của con người ra nói được, nên là hiểu về chính mình hơn thì không có cách nào khác, phải càng ngày phải học cách làm sao để khiêm tốn hơn. Thầy không khiêm tốn thì nói ra đâu có được, nói ra là người ta thấy ghét, người ta không có cho mình nên biết được những cái họ biết luôn. Thì khiêm tốn đó là một cái nhân cách trong nhân cách kiện toàn, khi mình nói đến giàu nhân cách thì có một cái hiện thực của khiêm tốn là mình vật chất hóa khiêm tốn lên, bởi vì khiêm tốn là phi vật chất, bởi vì phi vật chất nên khó làm, nên nhiệm vụ của mình khi thấu hiểu về chính mình là cần làm rõ vật chất hóa những điều phi vật chất và những cái mà phi vật chất thì mình làm rõ, còn những cái vật chất thì mình sẽ ngược lại là mình phi vật chất hóa những cái vật chất. Thì khi nào nói đến chủ đề đó Nhật Anh sẽ xin phép là chia sẻ sâu hơn. Thì nguyên lý vòng tri thức hôm nay là nó là như vậy, nó có hai cái ứng dụng. Đầu tiên đó là tri thức của con người thì nó sẽ luôn nằm ở bốn cái vòng này, có những cái họ đang ý thức được, mình đang ý thức được là mình đang biết nó đó, có những cái á, là mình biết nhưng mình quên rồi, rồi có những cái mình biết ý thức được là mình không có biết nó, và có những cái rộng hơn nữa là mình không biết là mình không biết nó luôn, quá rộng. Mình ở đây, người khác cũng tương tự như vậy, họ cũng có bốn cái vòng tri thức của họ, có thể độ lớn nó khác nhau nhưng mà hiểu biết nó khác nhau, mình không so sánh nhiều được. Vậy thì nói chung ai cũng có bốn cái vòng này hết. Vậy thì ứng dụng đầu tiên đó là ai cũng như ai hết, tâm thái mình sẽ quân bình khi mình hiểu được nguyên lý này, so sánh hiểu biết với nhau, thường là so mình thấy so người ta biết quá nhiều cái, trời ơi cái biết của họ mở rộng ra tới cả những cái không biết của mình thì mình thấy họ hơn, không phải, tại vì họ đã mở rộng trước, họ đã từng nghi vấn trước đó nên là cái vòng hiểu biết của họ nó rộng ra,
chứ không phải là mình thua cái hiểu biết đó. Mình chỉ cần đặt được nghi vấn thì mình cũng mở rộng vòng hiểu biết ra, trải nghiệm trong cuộc sống thì nâng mở rộng cái vòng hiểu biết này ra, vậy thì cũng không có thua ai hoặc là không có hơn ai trong cuộc sống này hết, dù là có học vị học hàm có cao, có hiểu biết sâu rộng đến cỡ nào thì cũng như là một người bình thường, hay là một người bình thường thì cũng có cái hiểu biết cũng có khả năng trở nên sâu rộng như thế. Vậy thì không có ai hơn ai trong cuộc sống, cũng không có thua gì hết, không có tự ti, dẫn tới nó là ai tự cao thì sẽ hạ xuống quân bình, ai tự ti thì sẽ nâng lên là quân bình. Thì cái đó là cái ứng dụng đầu tiên của cái nguyên lý này, đó là tâm thái quân bình. Ứng dụng thứ hai đó là khi nói chuyện thì mình chỉ có thể lấy cái biết mình đã nói, mà nói trúng ngay bốn cái vòng này thì họ sẽ không đạt kết quả cao. Trúng cái họ biết thì họ chán, trúng cái họ biết mà họ quên thì họ mơ hồ, trúng cái họ biết là họ không biết thì cũng mơ hồ nhiều hơn nữa, và trúng cái không biết thì họ bị đơ luôn, họ không hiểu luôn. Nên là cứ mở miệng ra nói, cứ mở miệng ra trước là không được. Tại vì chính chính bốn cái vòng này, chính vòng nào cũng không được hết. Như vậy thì chỉ có thể lấy cái biết của mình ra nói cho người ta nghe thì người ta sẽ không hiểu, lấy cái biết của họ chia sẻ cho họ biết thì họ sẽ hiểu. Vậy thì muốn làm được như vậy thì cần có câu hỏi, cần hỏi họ, hỏi với cái tâm thái cầu thị với khiêm tốn thì con người sẽ nói cho mình biết những cái gì mà họ đang biết. Thì thông qua đó mình cũng học tập được rất nhiều điều. Nãy giờ anh thấy có một số thầy cô nói là lắng nghe đó, lắng nghe với lại hỏi ra, hỏi cái hiểu biết của người khác để học tập. Dạ đúng đó. Tại vì khi mình hỏi ra, Nhật Anh là người học được nhiều nhất khi mà Nhật Anh tương tác với quý thầy cô. Tại vì quý thầy cô cho Nhật Anh cái biết của quý thầy cô. Thì cái vòng biết biết của Nhật Anh nó mở rộng ra. Đó, mở rộng ra khi Nhật Anh nghe quý thầy cô nói, khi nghe tiến sĩ Lý và tiến sĩ Cường chia sẻ thì cái vòng hiểu biết của Nhật Anh nó mở rộng ra thêm thông qua những gì Nhật Anh được hỏi thầy với hỏi cô, thì cái vòng hiểu biết này nó mở ra thêm, nó mở rộng ra. Thì thông qua việc hỏi cầu thị với khiêm tốn thì mình sẽ nhận được cái biết của con người, rồi từ đó mình lấy cái biết của họ, mình mượn cái hiểu biết đó để mình nói ra thì người ta sẽ hiểu. Mục tiêu là mở rộng cái vòng hiểu biết của người khác. Nếu như mình đang có những cái loại tri thức mình muốn truyền qua cho người khác thì không có truyền thẳng được, mà là phải nắm từ cái họ đang biết, sau đó nói ra thì qua thời gian họ sẽ hiểu. Đó, thì nguyên lý ngày hôm nay cũng hơi chắc hết thời gian quá. Nhưng anh nói hình như lố thời gian một tí rồi. Ghê quá, Dạ, hay đó là quá nguyên lý vòng tri thức. Nhưng anh cảm ơn cô Lý và cảm ơn quý thầy cô đã lắng nghe. Nhưng thầy anh ạ. hết. Vâng, tuyệt vời quá, cảm ơn thầy Nhật Anh nhá. Cảm ơn cô ạ. Chúng ta thấy bài của thầy Nhật Anh chia sẻ buổi nào cũng rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và sau đây thì em xin mời tiến sĩ Nguyễn Văn Cường sẽ có giao lưu với thầy Nhật Anh ạ, giao lưu với chúng ta ạ. Xin mời thầy Cường ạ. Em xin mời thầy Cường ạ. Trời ơi, hôm nay nhìn thấy thầy lâu quá rồi. Nhớ thầy quá. Nhà mình có nhớ Dạ, thầy cảm không ơn ạ? cô Lý. Xin chào tất cả các thầy cô trong phòng Zoom. Em Nhớ thầy chào, Cường em quá. cảm ơn thầy Nhật Anh. Vâng, lâu quá hôm nay vào Zoom. Tôi hôm nay đang thì tương đối là bạn sáng chăm sóc bố. Tôi năm nay 49 tuổi, giai đoạn cuối cùng, chặng đường cuối. Cảm ơn thầy Nhật Anh. Hôm nay thầy trở lại phòng Zoom với một cái đề tài rất là hấp dẫn, đề tài về vòng tròn tri thức. Hôm nay qua cái trao đổi của thầy thì tri thức của tôi cũng được mở rộng ra. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Tôi đã biết nhiều hơn, những cái công thức của thầy chính là đã mở rộng cái hiểu biết của tôi. Và cái nguyên lý về tri thức của thầy Nhật Anh trình bày rất là độc đáo, tức là tất cả con người ta liên quan đến việc hiểu biết đều liên quan đến cái bốn cái vòng tròn đó. Như vậy là ta biết, nhưng mà ta quên,
như ta biết là ta không biết, và ta không biết cái ta không biết. Đó là một cách, một cái mô hình rất là hay. Thế và căn cứ với đấy để ta tương tác người khác. Cái rất là ý nghĩa là thầy đã qua cái vòng tròn đấy thì thầy đã hướng dẫn chúng ta cái cách mà chúng ta tương tác với người khác, cách mà chúng ta truyền đạt thông tin người khác, không chỉ đơn thuần là chúng ta cứ chúng ta truyền cho người khác cái gì chúng ta biết đó, mà chúng ta không cần biết là cái khả năng của họ tiếp thu như nào, họ đã biết cái này hay chưa, cái này nó có vừa sức với họ hay họ biết rồi hay là nó quá sức với họ đó. Thế ra là cái này nó rất là phù hợp với cái nguyên lý trong giáo dục ở đây, rất là nhiều các thầy cô giáo phải không ạ. Thế thì nó cũng rất phù hợp với nguyên tắc giáo dục của chúng ta là giáo dục phải phù hợp đối tượng, tức là chúng ta xuất phát từ các thầy cô giáo thì phải phù hợp, xuất phát từ cái trình độ của học sinh và ta tiếp tục nâng cao dần cái tri thức của họ. Chúng ta không bắt đầu từ cái kiến thức mà học sinh đã biết hết rồi nó nhàm chán, mà chúng ta lại bắt đầu bằng tri thức mà nó vượt quá khả năng của học sinh không tiếp thu được. Đó, vì vậy nhiệm vụ của thầy cô giáo là phải bắt đầu từ cái học sinh đã biết, nhưng phải mở rộng kinh nghiệm cho học sinh, mở rộng kiến thức của học sinh trên nền tảng những kiến thức đã biết. Thì cái nguyên lý của thầy Nhật Anh trình bày một cách khác nhưng nó cũng rất là hoàn toàn phù hợp với lại cái nguyên tắc giáo dục của chúng ta. Vygotsky nói rằng là cái nguyên tắc dạy học thì đi trước sự phát triển và kéo theo sự phát triển. Đó, tức là khi mà chúng ta dạy học thì hay là một cái thuật ngữ chuyên môn ở vùng phát triển gần, chúng ta phải xuất phát từ cái kiến thức của người học và chúng ta phải xác định trong cái vùng kiến thức tiếp theo nào là cái vùng học sinh họ có thể tiếp thu được với sự hỗ trợ của giáo viên. Còn nếu nó xa quá thì như thầy Nhật Anh nói nó đơ đấy, nó quá quá sức cái người tiếp thu thì nó đơ. Thầy Nhật Anh gọi nó đơ. Trong ngôn ngữ chuyên môn giáo dục thì chúng ta gọi là chúng ta đã vượt quá xa cái vùng phát triển của học sinh. Còn nếu mà chúng ta đưa những kiến thức nó quá đơn giản, quá thấp học sinh thì học sinh thì không phát triển được. Như vậy là dạy học phải luôn luôn được mang lại cái mới. Cái mới, nhưng mà cái mới đấy nó phải được xây dựng phù hợp dựa trên cái nền tảng cái khả năng của học sinh thì nó gọi là vùng phát triển gần. Thế thì cái lý thuyết của thầy Nhật Anh trình bày một cách khác nhưng rất là phù hợp với cái nguyên lý khoa học, cái cơ sở của tâm lý học trong cái dạy học. Cái điều này thì cung cấp cho giáo viên một cái cách nhìn khác, một cái góc nhìn khác, một cái cách tiếp cận khác cho cái quá trình dạy học chúng ta rất là tốt. Xin thầy Nhật Anh nếu có thể thì thầy ở đây là cái kiến thức của thầy rất là chung, có thể không chỉ là cho thầy cô dạy học mà cho cả các cái đối tượng khác nữa. Khi mà chúng ta thuyết trình cho các nhân viên của chúng ta, cho các doanh nghiệp cũng rất là tốt. Cha mẹ mà muốn truyền đạt tri thức cho các con thì mình cũng phải trao đổi để biết được các con nó biết được cái gì chưa biết, để mình tiếp tục mình nâng cao cái trình độ kiến thức của con mình lên. Đối các đồng nghiệp cũng như vậy, khi mà chúng ta trao đổi các đồng nghiệp nó phải biết được là họ kiến thức họ đến đâu và chúng ta xuất phát từ mức nào, chúng ta yêu cầu là trình bày kiến thức cho đến mức nào thì vừa phải, dần dần nâng cấp lên. Thế thì tôi nghĩ thế. Nếu mà ở đây rất nhiều thầy cô giáo, thế thì thầy Nhật Anh có thể cái tri thức về vòng hiểu biết của thầy, vòng tri thức của thầy, thầy có thể có một vài cái hướng dẫn cụ thể hơn cho thầy cô trong cái định hướng ứng dụng không ạ? Nếu được thì sẽ tôi nghĩ rất là tốt cho các thầy cô giáo ạ. Với cái nguyên lý đấy, thế trong dạy học chẳng hạn thì chúng ta ứng dụng như thế nào, hay là trong doanh nghiệp hay trong gia đình thì cái định hướng ứng dụng một vài cái ví dụ cụ thể, vượt qua một vài ví dụ cụ thể thì có thể là người nghe sẽ thấy rõ hơn cái cách vận dụng cái lý thuyết của thầy. Cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Em cảm ơn tiến sĩ Cường ạ. Em nhớ là có một lần đó em nghe thầy Lâm chia sẻ, và hôm nay cũng có thầy Lâm ở đây, em xin chào thầy Cao Ngọc Lâm ạ. Có một lần đó em được nghe thầy Lâm chia sẻ về sức khỏe. Thì cái đây là một cái ứng dụng đó thưa thầy, là khi em nghe đến thầy Lâm chia sẻ thì thầy nói về lúc đó thầy nói về oxygen ha, tức là oxy nó đi vào trong tế bào của mình, nó nuôi trong cơ thể của mình. Thì lúc đầu là có một số cái thuật ngữ chuyên môn thì lúc đó em chưa có hiểu, là bởi vì là lúc đó em nhận thức được là đây đúng là nó trúng ngay cái mà mình biết là mình không biết nó. Nhưng mà sau đó thì em được nghe thầy Lâm diễn giải ra, thầy Lâm chia sẻ ra là cụ thể cái vận hành nó là khí nó vô phổi mình ra sao, sau đó nó mới đi qua, sau đó thì nó đi qua phổi là nó nạp oxy vô, rồi từ đó nó mới phân bổ ra cơ thể, thì nó đi tới những cái mao mạch tập khí, là để nó đi tới những cái khí nó đi tới những cái từng mao mạch, thì khi đó là cơ thể mình nó sẽ thải độc ra, độc thải ra và nó trao đổi chất.
thì lúc đó em hiểu hơn. Là em mới nhìn lại thì em thấy là ứng dụng được cái nguyên lý vòng tri thức này trong việc chia sẻ thông qua việc là nghe thầy Lâm chia sẻ về cái chủ đề là về sức khỏe. À, rồi khi mà chia sẻ tới trong doanh nghiệp thì có một lần đó em chia sẻ về doanh nghiệp đó, thì nói cho một cái bạn startup đang chuẩn bị gọi vốn lên thì chia sẻ về một số cái thuật ngữ trong cái việc mà định giá đó thưa thầy, thì vô tình là nói chúng ngay cái bạn không có biết chỉ số PE, thì nói ra thì cái người đó chưa có nghiên cứu về cái chỉ số đó, cái chỉ số trong ngành đó, thì họ không có hiểu. Thì lúc đó mới chợt nhớ lại và phải hỏi họ xem là có biết em có biết cái chỉ số này chưa, chỉ số price trên earning có biết về đó chưa, rồi có hiểu về một số cái cách định giá chưa. Thì bạn mới nói cho em nghe là chỉ biết được là bao nhiêu cái tiền vốn mình trước giờ bỏ ra, thì bây giờ mình tính toán lại, mình tính khấu hao ra, mình tính trừ chi phí ra, thì lấy cái cục tiền đó thì mới nhân lên, mới ước lượng đại thôi. Thì em biết được là cái hiểu biết của bạn đang ở mức đó, thì bắt đầu là mình sẽ lấy những cái hiểu biết của mình ra đắp thêm, chia sẻ thêm một số cái thì bạn hiểu hơn. Rồi sau đó thì hỏi thêm một số chuyên gia nữa thì họ sẽ cho một cái góc nhìn sâu hơn nữa là định giá trên các phương pháp của dòng tiền đó, dòng tiền chiết khấu rồi những cái nữa. Thì những cái đó là vượt xa cái hiểu biết của bạn đó, thì lúc đó là cái vòng hiểu biết của bạn được mở rộng ra. Thì em nhận thấy là ứng dụng trong doanh nghiệp, ứng dụng trong cái việc mà kinh doanh thì nó có những cái nó cũng rất phù hợp thưa thầy. Còn mà để chia sẻ cho quý thầy cô là gợi ý là làm sao để có thể là ứng dụng hiệu quả hơn, thì nếu mà có thể thì em xin nhờ một số thầy cô đang có ở đây là có thể giúp em, có thể giúp Nhật Anh là tương tác để khi đó nó trở nên là cụ thể hóa hơn. Cảm ơn thầy Nhật Anh rất là nhiều. Qua cái chia sẻ của thầy Nhật Anh, chúng ta thấy một cái ví dụ là thầy Nhật Anh đã tiếp thu cái tri thức của thầy Lương Y Cao Ngọc Lâm để mà mở rộng hiểu biết của mình. Vâng, đúng là thầy Cao Ngọc Lâm là một cái lương y rất là tuyệt vời. Thầy đã chia sẻ tri thức cho chúng ta từ cái lấy từ những cái kinh nghiệm từ đời sống của chúng ta, và thầy mở rộng chúng ta từ cái chúng ta đã biết cái rất đơn giản nhất về ăn uống, về sức khỏe, cho đến những cái mà chúng ta hoàn toàn không biết. Đó, thầy đã nâng chúng ta những cái đúng là chúng ta nghe thầy, chúng ta cũng mới thấy là chúng ta chưa biết về cái đó, nhưng mà thầy đi từ cái chỗ là thầy hỏi chúng ta về những kinh nghiệm rất là đời thường chúng ta trong cái cuộc sống, trong ăn uống của chúng ta, và trong những vấn đề sức khỏe của chúng ta. Và tôi đã dự cái khóa học của thầy Lâm, tôi cũng rất là tâm đắc với cái kiến thức và cái cách truyền đạt của thầy Lâm. Thầy Lâm đi từ những cái kinh nghiệm rất đời thường của chúng ta thôi. Đấy, cái này là cái nó cũng minh họa cho cái mô hình của thầy Trần Anh, là chúng ta phải đi từ cái hiểu biết của cái đối tác của mình, sau đấy mình mới mở rộng dần cho họ. Đó, thế thì mình họ tạo cái sự hứng thú, có cái nền để chúng ta tiếp thu, nhưng mà cuối cùng thì vẫn nâng cao trình độ chúng ta. Và qua 3 ngày học theo thầy Lâm thì tôi cũng báo cáo với thầy Nhật Anh, với thầy Lâm cô Lý, tôi đã thực hành phương pháp của thầy Lâm. Hôm nay tôi nhịn ăn được 5 ngày. Và rất may hôm nay thầy Lâm có mặt ở đây thì đúng là cái nhân duyên. Tôi muốn gọi điện để nhờ thầy Lâm tư vấn trực tiếp xem là tôi tiếp tục như thế nào. Đấy, ăn ra như thế nào đấy, phải mở rộng như thầy Nhật Anh nói đấy. Vậy là chúng ta phải mở rộng kiến thức của mình, và thông qua thực hành, thông qua tìm hiểu thêm. Tôi cũng đọc và nghe rất là nhiều các cái video của thầy Lâm và các cái đọc các bài khác nữa, thì tôi thực hành luôn. Nhưng mà mặc dù vậy, bây giờ mới có thể hỏi được thầy Nhật Anh ạ. Đó, đấy, tôi sau khi thực hành, sau khi nghiên cứu tìm hiểu xong thì mới thấy là mình vẫn có một số cái mình còn chưa biết. Vậy thì bây giờ ăn ra như thế nào ạ thầy? Hai nữa là tôi có một số cái bệnh nền thì bây giờ có dùng thuốc hay không, và cái mô hình đối với tôi là 3 ngày hay 5 ngày hay 7 ngày là phù hợp, và bao nhiêu thời gian lặp lại một lần. Đó, bây giờ mới xuất hiện được những câu hỏi đấy thì Nhật Anh ạ. Đó, rất là cảm ơn thầy Nhật Anh và thầy Lâm. Như vậy là kiến thức của hai thầy giúp tôi mở rộng kiến thức của tôi rất là nhiều, và tôi đang thực hành bản thân tôi. Nhân đây có thầy Lâm thì tôi rất xin nếu mà thầy có điều kiện thì tí nữa thầy ngày hôm nay thầy có thể tư vấn riêng cho tôi một chút ạ. Tôi rất là mong gặp thầy, và cộng sự của thầy là thầy Minh đã tư vấn cho tôi tương đối tốt rồi, nhưng mà mặc dù vậy tôi muốn thầy tư vấn riêng, nếu thầy có một bớt chút thời gian thì tôi rất mong là có một nhận được sự tư vấn riêng của thầy. Bây giờ thì không muốn chiếm sóng chung nữa, rất là cảm ơn cô Lý, một cái phòng Zoom của với em rất là thiết thực như vậy. Cảm ơn thầy Nhật Anh, cảm ơn thầy Lâm, và xin chào tất cả các bạn ở trong. Thật hạnh phúc khi chúng ta có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay. Xin cảm ơn.
Vâng, xin cảm ơn là tiến sĩ Nguyễn Văn Cường. Sự có mặt của tiến sĩ Nguyễn Văn Cường ở đây là một cái điều khác biệt đối với tất cả các Zoom của chúng ta hiện tại đấy ạ. Và ngay sau đây thì Lý cũng xin mời Lương Y Cao Ngọc Lâm sẽ xuất hiện và được chia sẻ những cái điều mà thầy Cường nói ở ngay trong phòng Zoom này không ạ? Bởi vì thực ra ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 5, chúng ta có thể giao lưu thoải mái thời gian một chút không sao ạ? Có đúng không ạ? Còn nếu mà ai mà có bây giờ thì là cái giờ mà cũng hết giờ, nhưng mà ai mà có công việc hoặc là với gia đình đi chơi thì có thể thoát phòng Zoom. Xin mời Lương Y Cao Ngọc Lâm ạ. Thầy hôm nay đẹp trai nhất trong phòng đấy ạ. Nào, xin mời thầy ạ. Dạ vâng, em xin kính chào tất cả quý thầy cô, nhất là rất là vinh dự được có sự có mặt của thầy Cường, của cô Ngô Thị Lý và thầy Giang Lưu Nhật Anh, và sự có mặt của tất cả chúng ta ở đây là cái sự hợp duyên đó, phải nói là rất là tuyệt vời. Chúng ta cũng được tận hưởng những trí thức của nhau. Và dạ em xin phép thầy Cường, và trước tiên cho em xin nói lời cảm ơn đến bài học ngày hôm nay của thầy Nhật Anh. Nó rất là tuyệt vời, ở đâu đó thì cũng làm cho chúng ta suy ngẫm thêm những cái mà chúng ta đã biết, được cũng được mở rộng ra trong khi mà được thầy Nhật Anh chia sẻ cũng như là giảng giải thêm một số cái cách hoặc là một số cái thủ thuật hoặc là một số cái trường hợp mà trong lúc mà chúng ta giao tiếp nó vẫn thường xuyên xảy ra, nhưng đôi khi thì chúng ta cũng chưa có cái sự định để mà thấu triệt nó. Nhưng hôm nay được thầy Nhật Anh nhắc lại thì cảm thấy rất là tuyệt vời đối với Lương Y Ngọc Lâm cũng như là Lâm cũng tin đối với các thầy cô, thì đây là một cái đây là những cái kinh nghiệm và những cái kỹ thuật nó thật sự nó rất là tuyệt vời để chúng ta có thể kết nối với mọi người và để chúng ta có thể hiểu hiểu mọi người hơn khi chúng ta giao tiếp, bất kỳ là ai, người mà chúng ta đi học hỏi hoặc là người mà chúng ta muốn chia sẻ thì cũng đều rất là tuyệt vời, tại vì chúng ta hiểu được người hơn. Giống như ông bà chúng ta nói rằng hiểu người thì mọi thứ nó sẽ dễ hơn, hiểu người hiểu ta, đúng không? Và vô cùng tuyệt vời, đây là lần đầu tiên mà Cao Lâm được vào, có dịp được vào ngồi với lại lớp của thầy Nhật Anh, và Lâm thấy rất là giá trị. Năng lượng của thầy rất là thanh thoát cũng như là có cái sự trí tuệ và có cái sự kết nối rất là mạnh. Dạ, xin kính ơn thầy Giang Lưu Nhật Anh ạ. Và con cũng xin kính ơn thầy Cường vì hôm nay là cái ngày mà thầy đã trải qua 5 ngày thanh lọc và cũng cho con có cơ hội để mà chia sẻ về những cái quy trình này. Trước tiên thì con xin chúc mừng thầy, đó là thầy đã đi tới ngày thứ 5, là cái giai đoạn nó rất là tuyệt vời. Nó trong cái quy trình thanh lọc đó, mà của cái phương pháp này đó, thì 72 giờ hoặc là 5 ngày hoặc là 7 ngày thì nó là cái giai đoạn mà cơ thể nó sẽ chuyển đổi rất là mạnh, nó thay đổi rất là mạnh. Trên thân thì nó sẽ đào thải sâu hơn, nó sẽ đào thải những cái chất lắng cặn hoặc là những cái tắc nghẽn, nó sẽ sâu hơn so với 3 ngày. Và trong những cái ngày này thì cơ thể chúng ta nó sẽ nó cũng phục hồi những cái mà chúng ta biết mà chúng ta đã quên, rất là tuyệt vời. Nó có một cái nguyên lý rất là đặc biệt là khi mà chúng ta ngưng nạp năng lượng thì cái trí não chúng ta nó làm việc, cái bộ óc làm việc rất là tốt, và nó kết nối, có những sự kết nối cũng rất là đặc biệt, và cho nên nó là nó vô cùng lợi ích. Có những cái kết nối mà chúng ta sẽ nhận ra được là nó là một cái
những cái điều đó nó đều giúp cho chúng ta có thể thăng hoa hoặc là giúp cho chúng ta tỏa sáng. Nhưng mà trong cái khi mà chúng ta ngưng ăn đó thì nó giúp, có nghĩa chúng ta phát hiện ra những cái năng lực khác rất là mạnh, ngoài là chuyển đổi cái thân. Và 7 ngày là cái quy trình mà làm biến đổi đời người. Khi mà thanh lọc ngưng ăn và chúng ta dành thời gian để chúng ta có thể quan sát chính mình, mình ưu tiên tối đa hoặc là 90 đến 100% thì nó sẽ giúp cho chúng ta gần như là biến đổi đời người. Cái phần này thì trong chia sẻ trong thời gian ngắn thì con cũng không có chia sẻ hết được. Có dịp thì con sẽ chia sẻ với tất cả quý thầy cô. Có nghĩa là trong 7 ngày thì cái sự chuyển đổi nó rất là mạnh, giúp cho chúng ta nạp thêm rất là nhiều nguồn năng lượng, hoặc là giúp cho chúng ta quay về gọi là tâm nguồn, hoặc là về một cái tầng ý thức của chúng ta, nó tự động nó trồi lên. Tại vì trong những ngày này thì chúng ta buông rất là nhiều việc khác, não nó sẽ ngưng làm việc rất là nhiều và tự động nó sẽ trồi lên những cái lớp. Nó sẽ, thường thường nếu mà trong các lớp dạy của các thầy đó thì những cái vỏ bọc hoặc là những cái mặt nạ hoặc là những cái sự tổn thương của mình hoặc là những cái mà bị mờ đi đó, nó có nhiều cái mà chúng ta tiếp nhận quá cho nên nó bị lấp, thì trong những ngày thì nó sẽ bóc tách. Và không những bóc tách đi những cái sự che mờ của chúng ta mà nó còn đưa chúng ta về gốc, có những cái tinh chất đặc biệt mà con người đã được thiết kế và dàn dựng sẵn rồi, từ nhiều đời nhiều kiếp, từ ông bà, từ tổ tiên của chúng ta, nhưng bây giờ là chúng ta lại được vun bồi lại. Đây là nguyên lý tự nhiên. Thì cái phần này thì sẽ có trong những cái chương trình sau, thì con có dịp thì con sẽ chia sẻ nhiều hơn. Còn quay lại về nên ngưng ăn tiếp hay là ăn lại, thì ăn ra thì như thế nào, và có nên dùng lại thuốc hay không. Dạ, anh xin thưa với thầy là khi mà con đã trị liệu nhiều năm cùng với lại rất là nhiều ngàn bệnh nhân đủ các nhóm, thì cách mà chúng ta giúp cho cơ thể phục hồi tốt nhất đó là chúng ta sẽ ngưng hoàn toàn thuốc. Và chúng ta sẽ có nhiều cái cách để mà hỗ trợ với gốc của mỗi người, có nghĩa là với cái thể trạng của mỗi người, nhưng mà làm cách nào đó để chúng ta hỗ trợ để ngưng thuốc hoàn toàn là một cách là nhanh nhất để giúp cho chúng ta hồi phục được sức khỏe. Thì cái phần này thì con sẽ nói riêng với thầy để con hỏi thêm, để mà cho nó phù hợp. Tại vì thầy cũng có những công việc, hoặc là mỗi người có những cái điều kiện cũng như là cái môi trường mình sinh hoạt khác nhau đó, thì con sẽ hỏi riêng với thầy để con có thể hỗ trợ cho thầy. Và hoàn toàn chúng ta có thể đều bỏ thuốc ngay lập tức cho tất cả các nhóm bệnh, dù là đang chích đường hoặc là đang chạy thận 1/3 lần, đang phải uống thuốc chống đông máu, thuốc trợ tim liều rất là nặng, liều là gấp 4 lần so với người nặng nhất đó, thì vẫn bỏ được. Và chúng ta lại nạp thêm những cái nguồn lực khác để cơ thể nó được vẫn có năng lượng để nó vận hành và nó sửa chữa. Thì, nếu mà một trong những bệnh mà hiện nay gọi là bộ ba tử thần, đó là vừa tiểu đường, vừa huyết áp tim mạch, vừa tắc nghẽn mạch, có nghĩa là mỡ máu nhiều quá đó, tắc nghẽn mạch là bộ ba tử thần, thì lúc này thì thận nó cũng suy rồi, tim nó cũng đã yếu, và cái phương pháp này vẫn có phục hồi được những cái trường hợp đó. Và thưa thầy với lại thưa quý thầy cô là chưa có một khách hàng nào mà có vấn đề gì trong cái việc mà ngưng ăn, mà có tập luyện theo cái phương pháp tiên thiên khí công và có một cái sự kết nối, hoặc là chúng ta định tâm, chúng ta dành thời gian để nghỉ ngơi và chúng ta kết nối với người thân của mình.
trong này nó có một nguyên lý, đó là nguyên lý của cái sự kết nối với những người thân yêu của mình, với gia đình, với mọi người và với vạn vật. Thì nó sẽ, chúng ta nhận được, nương tựa được, và chúng ta nhận thêm những nguồn lực. Và trong đó có những cái loại thảo dược mà chúng ta chỉ cần nghĩ tới nó thôi. Nghĩ tới cái loại cái cây thảo dược đó là chúng ta đã được chữa lành. Nó đã được tiếp nhận rồi. Thì cái phần này thì trải nghiệm thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Và chúng ta vẫn có hiểu được là năng lượng nó có tính lây nhiễm. Và khi chúng ta kết nối thì chúng ta cũng được nhận những cái nguồn năng lượng đó. Và thầy có thể làm thêm 2 ngày nữa, và sau 7 ngày thì lúc đó thầy sẽ tự biết là mình có thể đi thêm được hay không. Mình sẽ không bao giờ mà để mà cơ thể chúng ta mà nó bị kiệt quệ. Sau 7 ngày là tự chúng ta đã là người quyết định, mà chúng ta hiểu được cơ thể của mình rồi. Dù mình có ngưng tiếp bao nhiêu ngày nữa thì cũng không bao giờ mà mình để cho mình biết được, mình nắm được cái lực của mình rồi. Cho nên hoàn toàn từ 7 ngày trở đi thì tất cả quý thầy cô hoặc là thầy cường có thể đi tiếp bao nhiêu ngày nữa cũng được ạ. Nó có một cái điều đặc biệt đó, và nếu mà mình tin và mình quan sát những người thầy hoặc là những nhân vật lịch sử họ đã trải nghiệm rồi, và chúng ta có thể nương tựa vào người đó. Ví dụ như là Đức Phật cũng đã có 49 ngày rồi, hoặc là một số vị thầy đã có 30 ngày hoặc là 40 ngày, thì chúng ta kết nối với người đó thông qua tâm trí, mình sẽ được dẫn dắt. Đây là nguyên lý mà chúng ta có thể kết nối với vạn vật. Chúng ta dùng tâm trí của mình để kết nối với bất kỳ ai, thì mình sẽ được nhận những cái nguồn lực từ họ, từ cây cối, từ vi sinh vật, từ tất cả mọi thứ. Từ ngay cả những cái nhóm mà chúng ta lợi khuẩn đi, đường ruột. Lợi khuẩn chúng ta yếu, chúng ta chưa có thể nạp được, mà chúng ta kết nối với lợi khuẩn thì đường ruột chúng ta cũng tốt hơn. Con muốn chia sẻ về cái cách năng lượng tiếp nhận, hoặc là một số loại thảo dược. Chúng ta bị thương và chúng ta biết cái cây thảo dược đó nó trị thương, hoặc là một cái thuốc đó nó trị thương rất là tốt. Chúng ta chưa có được tiếp nhận, nhưng chúng ta nhận năng lượng từ đó. Nhận năng lượng, chúng ta chỉ kết nối với cái bài thuốc đó thôi, hoặc cái cây đó thôi, thì chúng ta cũng được chữa lành nhanh hơn. Đây là năng lượng giao thoa, và đây là một cái kỹ thuật mà phải nói rất là tuyệt vời. Hoặc là trong các thầy dạy là trong thế giới lượng tử nó được tiếp nhận rất là mạnh và được giao thoa, và nó có cái quy luật vận hành của nó rất là tuyệt vời. Và một số bệnh mà nó liên quan tới tim mạch, hoặc là liên quan tới các cái vấn đề mà nó đã mãn tính rồi, hoặc là nó đã ở cái giai đoạn mà chỉ là duy trì khi chúng ta dùng thuốc thôi, thì nó sẽ có rất là nhiều phản ứng. Thì cái phần này thì thầy có thể kết nối với con. Thầy cứ nhắn hoặc là thầy điện, và nếu mà con không có nghe được đó, thì con sẽ điện lại cho thầy, vì con sợ là mắc công việc thì con sẽ gọi lại. Con tin là thầy sẽ qua được 7 ngày và thầy hoàn toàn kiểm soát được các cái sự rối loạn trong các cái chức năng của mình. Và tin rằng có một cái điều con muốn chia sẻ với quý thầy cô, đó là mình hãy tin rằng cơ thể mình rất là hoàn hảo. Nó rất là hoàn hảo và mọi chức năng nó đều tỏa sáng được hết trơn á. Mọi chức năng trong cơ thể mình nó làm nhiệm vụ của nó sứ mệnh, nó là một sứ mệnh. Chúng ta nghĩ nó là nhiệm vụ này nhiệm vụ, nhưng mà nó là sứ mệnh. Và nó đều có sự tỏa sáng của nó trong mỗi chức năng trong cơ thể của mình. Dù nó là như thế nào, dù cái tế bào đó nó đã là bị ung thư, thì nó vẫn là một sứ mệnh rất là thiêng liêng dành cho chủ thể và dành cho cả cái đại vũ trụ này, dù nó là một tế bào trong một cơ thể của chúng ta.
anh chị, khi mà chúng ta tin yêu và chúng ta dành một cái sự trọng đặc biệt với cái tế bào đó, giống như thầy Giang Lưu Nhật Anh nói, không có ai hơn ai hết, chính là vậy, ai cũng cao quý và ai cũng ngọt ngào và phụng sự không có mưu cầu, phụng sự vô điều kiện hoặc là tình yêu vô điều kiện, thì chúng ta lại được kết nối sâu hơn và tế bào được sửa chữa rất là nhanh. Tại vì tế bào hoặc là sự sống được thiết kế bởi cái nguyên lý này, cho nên là khi mà chúng ta đi vào trường năng lượng đó, cái nó lại được quay về đúng nguyên lý và nó được hồi nhanh hơn. Thì cái này là sự trải nghiệm, đây là con trải nghiệm rồi con quan sát, thì con đúc kết được cái điều đó và kết hợp để mà giúp cho bệnh nhân của mình hiểu được nguyên lý này và ứng dụng. Thì trong đây là cái lần đầu tiên mà con có nhân duyên để mà được chia sẻ với tất cả quý thầy cô. Tại vì giống như thầy Giang Lưu Nhật Anh nói, đôi khi chúng ta muốn nói cũng phải có những cái dấu hiệu, chúng ta nhận biết dấu hiệu để chúng ta có thể kết nối được với nhau, chứ không thôi nói ra bị đơ. Thì rất là vui và thực ra con rất là hạnh phúc vì có được cái nhân duyên này để nó vun bồi con cũng được mở rộng ra. Và thường thì con dành thời gian để mà kết nối với chính mình là nhiều. Nhà, kết nối hoặc là hướng dẫn cho mọi người kết nối. Tất cả các khách hàng của con tới thì thường thường nói chuyện 2 đến 3 tiếng. Chủ yếu để cho họ kết nối với họ thì họ mới chữa được, chứ con không có chữa được bệnh. Mà con giúp cho họ biết được cái nguyên lý, cái vận hành. Rồi sau đó họ về họ tự chữa lành cho mình, họ tự quản lý và tự nâng cấp mình. Và con xin chúc thầy Cường có những cái trải nghiệm tiếp theo. Đây là trong cái thời gian rất là đặc biệt, từ 5 đến 7 ngày. Là cái nhật nó chuyển đổi rất là mạnh, và chúng ta nên dành thời gian để nghỉ ngơi và kết nối với gia đình thôi, kết nối với ông bà tổ tiên thôi, và kết nối với những cái vị thầy trí tuệ đó, thì chúng ta sẽ được tiếp nhận thêm rất là nhiều nguồn, và nó làm cho cuộc sống của chúng ta nó rất là, nó có ý nghĩa sâu sắc, cũng như là chúng ta nhận ra nó có rất là nhiều cái món quà, hoặc là có rất là nhiều cái điểm tựa để hỗ trợ chúng ta trong cuộc sống. Cho nên là còn nhiều lần con nghĩ là chỉ còn một hơi thở để sống thôi, mình cũng vô cùng là may mắn và vô cùng tuyệt đẹp. Và mình vẫn có thể cống hiến được, mình có thể là kết nối với tất cả mọi người vạn vật, và mình có, chúng ta đều cùng nhau để mà nâng cái sự tươi đẹp của cả cái sự sống trên quả địa cầu này, khi chúng ta kết nối với các cái nguồn đó. Và chúng ta hòa vào mình vào hết, thì tự động cơ thể nó sẽ được kết nối mạnh với nhau, các tế bào sắp xếp. Con đã cùng với bệnh nhân có rất là nhiều kết quả, là bác sĩ rất là ngạc nhiên, tại vì tế bào đã sắp xếp lại quá nhanh, nhanh tới mức mà họ là bác sĩ riêng của gia đình đó, là họ có bác sĩ riêng hết. Nhưng mà khi kiểm tra thì bác sĩ riêng chỉ có sau có một tuần thôi, thì bác sĩ nghĩ là mình bị nhầm cái xét nghiệm, cái hình ảnh đó, xét nghiệm đó, cái phim đó nó bị nhầm. Không thể nào một cái người mà bị phì đại như vậy mà ngay lập tức mà chỉ có mấy ngày mà phục hồi. Nhưng có một điều là triệu chứng không còn, nó hoàn toàn khác. Nga Lâm nói với lại cái gia đình, tại vì họ là một cái dòng gia đình, họ rất là danh giá, và bạn này thì cũng còn trẻ, nhưng mà bạn không còn những cái triệu chứng đó là tiểu nè, cứ tiểu buốt, với lại là cứ hay đi tiểu tắc nghẽn, tại vì phì đại đó nó hoàn toàn không còn nữa. Cho nên trước tiên là chúc mừng anh, và cái phương pháp này giống như lần đầu tiên anh tới Lâm Đền cũng có chia sẻ, nó phục hồi rất là nhanh chóng, cũng như là có những cái trường hợp nó phục hồi mà ngoài cái sự hiểu biết của sự quan sát khoa học hiện nay. Dạ, con xin có vài chia sẻ như vậy, và nếu mà thầy ăn ra thì thầy sẽ tốt nhất là
thầy chọn những cái loại thực phẩm hoàn toàn thuần thực vật ạ, thuần thực vật, nhà và mình ăn ra thì vẫn nên ăn những cái nhóm mà có tinh bột để nó cung cấp năng lượng đường cho mình để mình phục hồi nhanh, và nhai nhuyễn, ăn không còn nhiều nhưng mà ăn nhai nhuyễn để tuyến nước bọt mang tai nó tiết ra, nó giúp cho hệ tiêu hóa rất là tốt, và ăn ít thôi, ăn chỉ hơn nửa 2/3 chén là được, trong thời gian sau 3-5 ngày đó ăn thì không có nên ăn nhiều, và đủ 5 màu sắc. Thầy cứ chọn đủ 5 màu sắc, và nếu mà thầy ở xung quanh vườn nhà mình hoặc là mình có thể đi mua được thì 5 màu sắc và 10 loại trở lên, 10 hoặc là 13 loại, là nó có nhiều các cái loại thức ăn chúng ta ăn đó, rau củ quả mà 10 đến 13 loại là nó có nhiều cái tính dược trong đó rồi, rau thơm rồi nghệ, các cái loại rau mà chúng ta vẫn ăn hàng ngày đó, nhưng mà chúng ta kết hợp 5 màu sắc với 10 loại trở lên thì gần như là rất là an toàn và giúp cho chúng ta khỏe rất là nhanh. Và nên ăn ở chế độ hấp hoặc là sống nha, nên ăn ở chế độ hấp hoặc là sống, nhưng cũng phải có một cái phần giống như là cháo cho nó lót bụng đó thưa thầy. Rồi chúng ta ăn các cái nhóm đó và ăn ít, là từ từ chúng ta quan sát là được. Rồi có nhiều lắm thì cũng ăn một chén thôi, đừng có ăn nhiều, một chén cháo với củ quả. Dạ, và con tin là thầy sẽ có nhiều cái cải tiến rất là tốt trong sức khỏe, cũng như là mình nắm được cái phương pháp này. Đây là con đang ở nhà của ba con, ở ông bà nội, con về thăm, nhưng mà con rất là vui vì ba mẹ con bây giờ là hoàn toàn có thể chủ động làm bằng cái phương pháp này và trị liệu qua rất là nhiều các cái chứng bệnh khác nhau trên cơ thể. Dạ, con xin có vài sự chia sẻ như vậy với tất cả quý thầy cô, cũng như là với câu hỏi của thầy Cường ạ. Cảm ơn thầy Lâm rất nhiều. Đúng là nhân duyên. Trước hết là cảm ơn cô Lý. Cô Lý sáng nay đã gọi điện để nhắc tôi vào phòng Zoom của thầy Nhật Anh. Cảm ơn thầy Nhật Anh về bài chia sẻ tuyệt vời. Và đúng là nhân duyên. Tôi cứ mấy hôm nay tôi áp dụng phương pháp thầy Lâm. Tôi vẫn định là anh Minh cũng nhắc tôi là có thể gọi điện riêng với thầy Lâm, nhưng mà tôi rất ngại. Rất là biết là thầy có rất nhiều bệnh nhân. Thầy có mấy ngàn bệnh nhân cơ. Thế mà ai cũng gọi cho thầy thì làm sao thầy trả lời được. Thì tôi vẫn có cái mong ước thôi, chưa dám quyết định. Cũng hôm nay thật là nhân duyên. Và rất cảm ơn thầy. Những cái câu trả lời của thầy không chỉ cho riêng tôi và cho tất cả chúng ta có thể tham khảo. Còn ngoài ra thì tôi rất hạnh phúc là thầy nói rằng hôm nay lúc nào thầy có thể nhắn tin gọi điện cho thầy. Thì tí nữa tôi sẽ hỏi thêm thầy một vài câu liên quan rất cá nhân thôi. Thì không tiện, không muốn mất thời gian của những người khác thì sẽ không hỏi đây. Tí nữa tôi sẽ hỏi thầy. Rất là cảm ơn thầy. Và cũng chia sẻ thêm là từ ở Đức hơn 30 năm rồi. Tôi cũng biết ở Đức thì phương pháp này cũng được áp dụng và cũng được thừa nhận. Không phải là người ta gọi là các cái phương pháp mà y học thay thế hoặc hay là các phương pháp y học lựa chọn, nó tương tự như châm cứu, bấm huyệt, vật lý trị liệu đó, tức là nó cũng được thừa nhận như thế. Nó không phải là cái dòng y học chính thống trong bệnh viện, nhưng mà nó có những trung tâm chữa trị cái này và nhà nước công nhận đó. Thế thì nó gọi là y học bổ sung, có thể dịch một vài cái khái niệm như thế. Thế thì tuy nhiên là tôi có biết như vậy nhưng mà chưa bao giờ có áp dụng. Chính là cái nhân duyên qua VM tôi biết được thầy Lâm, và qua cái trình bày của thầy Lâm thì tôi hiểu nhiều và tôi thấy thuyết phục và tôi muốn thử. Và đặc biệt là năm ngày vừa qua thì tương đối hồi hộp, nhưng mà thấy rằng kết quả cho đến nay thì tôi tốt. Hôm nay vẫn ngồi ở đây và cảm thấy khỏe mạnh, mặc dù vậy vẫn rất muốn nghe một vài cái tư vấn thêm nữa riêng tư liên quan cá nhân. Cảm ơn thầy rất nhiều. Bây giờ không muốn mất thời gian thêm của thầy cô, xin giảng lại diễn đàn cho phòng Zoom cho cô Lý. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Cường và cũng cảm ơn thầy Lâm, thầy Nhật Anh và Lý. Cũng rất muốn là như thế này, riêng sáng chủ nhật là chương trình của Nhật Anh, rất muốn là thầy Lương Y Cao Ngọc Lâm và thầy Cường sẽ dù bận thế nào cũng vào phòng Zoom được không ạ? Riêng sáng chủ nhật ạ. Còn vâng, đấy là cái thứ nhất.
Vừa rồi thì chúng ta cũng được nghe thầy Cường là một chuyên gia quốc tế đã đến cố vấn cho giáo dục Việt Nam, đã nói là chương trình của thầy Lâm cũng rất là hay, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và cũng được thừa nhận. Và chương trình của Nhật Anh thầy cũng đã phản biện khoa học và thấy là chương trình của Nhật Anh cũng rất thiết thực. Chính vì cái điều như thế này, Lý nhận thấy cái điều như vậy, và đây chính là nguyên nhân, không phải là nguyên nhân, đây chính là lý do mà tại sao mà VM ra đời. VM ra đời là rất là rất cần và rất thiết thực, thầy Cường vừa khẳng định điều đó. Và cũng phải nói thật là trong cái dự án VM có rất nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ là những nhà khoa học có cố vấn cho chương trình này. Đấy. Thế thì Lý thường nghe thấy ở trên mạng người ta nói là tiến sĩ giấy. Tiến sĩ giấy là tiến sĩ coi như là hiểu là hay làm việc với bàn giấy về lý thuyết nhiều. Thế và Lý được các thầy cô giáo phong cho một cái tên, tức là tiến sĩ trực chiến. Có nghĩa là xuống tận đến cơ sở là xem là giáo viên và học sinh cần điều gì. Và cái dự án này ý, là một cái dự án mà kết nối rất là nhiều những nhân tài của đất nước, góp phần vào đổi mới cho giáo dục Việt Nam theo cái nghị quyết 29 Trung ương Đảng. Thế và nếu như mà con người ta không có sức khỏe thì không có một cái ý nghĩa gì nó. Cho nên là với Zoom VM thì sức khỏe là số 1. Và trong cái quá trình mà Lý đi cũng là nhân duyên thì Lý đã gặp thầy Lương Y Cao Ngọc Lâm và Lý rất thích phương pháp của thầy Lâm ạ. Phương pháp của thầy Lâm là một cái phương pháp vô cùng đơn giản. Đấy, thầy có nói rằng là những cái bệnh nan y mà cuối cùng chỉ 5 đến 7 ngày mà đến bác sĩ mà cũng không thì ngỡ ngàng, không hiểu tại sao có cái phương pháp đó tuyệt vời như vậy. Thì đây thực sự là người có phước rất lớn mới biết đến cái phương pháp này ạ. Thế thì cũng chúc mừng tất cả chúng ta, những ai mà đã đến với VM thì sẽ được nhận những cái giá trị vô cùng lớn như thế. Bởi vì như thế này để chúng ta lao ra ngày kia kiếm tiền, xong cuối cùng lại mang tiền vào bệnh viện để chữa bệnh. Đấy. Hết bệnh rồi thì lại lao đi kiếm tiền rồi lại chữa bệnh. Nhưng mà ở đây chúng ta thì chúng ta cứ nghĩ là chúng ta không có tiền trong túi, nhưng mà thực ra chúng ta đang rất giàu đấy ạ. Bởi vì chúng ta rất khỏe mạnh, vì chúng ta không phải mất tiền để vào bệnh viện. Thế còn tiếp tục nữa là cái chương trình của chúng ta là có chương trình của thầy Nhật Anh, là chương trình nâng cái tầm nhận thức của con người, là một cái chương trình mà khai mở trí tuệ đấy. Chương trình mà khai mở trí tuệ. Và khi chúng ta đã được tiếp cận với chương trình thầy Nhật Anh đang chia sẻ thì chúng ta hoàn toàn có thể đứng trên các vấn nạn phát sinh, đó là về nội tâm, về sức khỏe, về mối quan hệ và về tài chính. Rồi chúng ta lại được tham gia những cái chương trình trực chiến, tức là như chương trình của cô Hòa được mở vào ngày tối mùng 3 tháng 5 bắt đầu trở đi đấy. Thì cái chương trình này là chương trình chúng ta sẽ có tất cả đấy ạ. Trời ơi, hay vô cùng luôn. Thêm vào đó là về hiện nay là giáo dục Việt Nam đang có là hội nhập quốc tế ạ. Chúng ta thấy rằng là chúng ta ngồi Zoom ở đây, nhưng mà có rất nhiều các bạn ở các nước khác nhau đang ngồi đây ạ, và lan tỏa khắp thế giới. Chúng ta chỉ cần mở Zoom trong tích tắc thôi, thông tin của chúng ta đến toàn cầu luôn. Chính vì vậy mà cái ngôn ngữ về tiếng Anh là phải là ngôn ngữ chung của toàn cầu. Chính vì vậy mà VM cũng phát động đi một cái phong trào gọi là bình dân học vụ tiếng Anh cùng VM thầy ạ, thầy Cường ạ. Và vâng, và cái chương trình này thì hôm qua là thu hút tất cả những người nhiều tuổi, vì người ta bảo cô coi như là rất là khó chịu vì sao cô học được rất nhiều nhưng cô không biết học tiếng Anh. Thế thì cái ở đây này là về học về cái phương pháp học tiếng Anh ấy thì rất là dễ và dễ như tiếng Việt. Thì VM đã tổ chức sáng thứ ba, thứ năm, thứ bảy để chúng ta được học mỗi ngày chỉ một vài phút thôi, cộng với lại chúng ta được giao tiếp tiếng Anh. Thì trong một thời gian rất ngắn khi chúng ta tiếp xúc với VM thì một là sức khỏe là số 1 ạ, là được nâng ạ. Hai là tiếng Anh nói như tiếng bản xứ ạ. Và ba là chúng ta được học cái chương trình thức tỉnh trí tuệ ạ. Còn gì bằng không ạ, tuyệt vời không ạ. Và đúng như cái background của VM là đang ngồi trên khung trời cao lợi đấy ạ, là trên bầu trời đấy ạ. Không hề có một cái đám mây ngăn cản chúng ta thực sự là được làm chủ cuộc đời của chúng ta. Và rất là cảm ơn hôm nay có sự hội ngộ của Lương Y Cao Ngọc Lâm, có sự hội ngộ của tiến sĩ Nguyễn Văn Cường và thầy Giang Lưu Nhật Anh cùng với tất cả 32 thành viên trong gia đình của VM. Mặc dù mọi người lao ra ngoài để đi chơi nhưng chúng ta lại ngồi đây ạ, chúng ta rất là hạnh phúc đúng không ạ?
Và Lý cũng mong là chúng ta, mặc dù VM không ồ ạt đông như các cộng đồng đó ạ, nhưng mà một khi mà chúng ta đã biết đến chương trình này, chúng ta biết được cái giá trị của sức khỏe và biết được chương trình này có Lương Y Cao Ngọc Lâm chăm sóc sức khỏe cho VM, thì chắc chắn là sẽ yêu VM và sẽ đồng hành cùng VM. Xin cảm ơn cả nhà. Sau đây thì cũng muốn có những chia sẻ của anh chị em ở trong phòng Zoom ạ. Trong đó có cô Thanh Lệ ạ. Xin mời cô Thanh Lệ ạ. Thầy Hoàn mở mic cho cô Thanh Lệ ạ. Dạ, vô cùng biết ơn chị Lý. Chị Lý đang làm một cái công việc mà em không nhớ ổng tên gì, mình không giỏi, mình kết nối tất cả những người, bấm nút là cái gì cũng có. Chị rất là tuyệt vời ở đấy ạ. Và hôm nay em thật sự là khi em nghe mọi người nói là mọi thứ nó cứ, em cứ nổi da gà, nhất là cái đoạn mà rất là biết ơn thầy Lương Y Cao Ngọc Lâm ạ. Trời, thầy nói tới đâu là da gà nó nổi đó, nó dữ đó. Trời, em cảm thấy nó xúc động và rung động vô cùng luôn á. Em cảm thấy rất là thấu suốt luôn. Và cũng rất là cảm ơn tiến sĩ Nhật Cường đã nhắc lại những cái nguyên lý để kết nối đơn giản với cái khoa học mà bấy lâu mình bỏ quên, mà mình không có thể phát triển xa được. Giống như là cái định luật của Vygotsky về vùng phát triển gần nhất này. Mọi thứ nó đều là khoa học, mọi thứ ở trong đây nói đều rất là vi diệu. Và kể cả Nhật Anh đã biết vòng tròn tri thức, nhưng mà nghe Nhật Anh kể thì mình lại cảm thấu một cái góc độ rất là khác biệt. Ví dụ như mình cảm thấu, mình biết như vậy, nhưng mà nhận ra mình phải lắng nghe mình mới biết. Và lắng nghe cái mà không biết thì mình tiếp tục được nung bồi cái kiến thức đấy. Cho nên càng học, đó là lý do mà em tự nhiên khi mà nghe mọi người chia sẻ thông thì em có một cảm giác này. Cái ngày lễ của mình, ngày nghỉ của mình là ý nghĩa vô cùng luôn. Thật đấy, em có cảm giác một cái ngày lễ mình được hấp thu rất là nhiều cái điều tuyệt vời ở đấy. Cái mà cái điều mình mong muốn nó ở đây, nó không có cái cầm đủ đầy, nó ở đây chứ nó không ở bên ngoài kia. Không phải là những cái tụ họp đông đúc hay là những cái bữa tiệc linh đình, mà cứ cảm thấy được hấp thu những tri thức tuyệt vời này, cảm thấy nó cứ hạnh phúc và nó cứ đầy và nó cứ an vui thế nào ấy. Rất là biết ơn những thầy Nhật Anh, thầy tiến sĩ Cao Ngọc Lâm, Lương Y Cao Ngọc Lâm, cũng như là thầy tiến sĩ Cường và chị Lý đã có một cái buổi rất là ý nghĩa, và rất là biết ơn mọi người ạ. Và em cũng có một cái mong muốn nhỏ, đó là không biết làm cách nào để có thể kết nối được với Lương Y Cao Ngọc Lâm mà em, tại vì gia đình em là em cũng có rất là nhiều cái vấn đề về sức khỏe ạ. Đúng là nhân duyên rồi, hôm nay cô gặp thầy Lương Y Cao Ngọc Lâm ở đây rồi. Và thầy Lâm, chúng tôi đã để số điện thoại của thầy Lâm, và chúng ta có thể trực tiếp nhắn tin cho thầy Lâm, cũng như là chúng ta thấy rằng thầy Lâm rất là bận. Và chúng có đôi khi thì cũng như Lý thôi, cũng như thầy Cường, gọi điện chưa chắc đã nghe được, thì chúng ta cứ nhắn tin vào điện thoại để khi mà thầy Lâm có thời gian thì thầy Lâm sẽ giao lưu, bởi vì thầy Lâm cũng có những cộng sự của thầy Lâm, ví dụ như là cũng có trợ lý riêng của thầy Lâm sẽ nhận những số điện thoại đấy và sẽ có lịch để làm việc hoặc là có những cái lịch để trả lời, đúng không thầy Lâm? Dạ vâng ạ. Vâng.